Lời đầu tiên, thay mặt công ty MSD, em xin trân trọng gửi lời chào mừng và lời cảm ơn đến toàn thể của bác sĩ, dược sĩ đang tham dự buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, thay mặt công ty MSD, em kính chúc quý bác sĩ, dược sĩ thật nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm, luôn vững vàng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Kính thưa quý bác sĩ, dược sĩ, tình hình dịch bệnh đang ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, đã gây không ít khó khăn trong công tác chẩn đoán và điều trị cho quý bác sĩ, dược sĩ. Nhằm góp phần giúp quý bác sĩ, dược sĩ cập nhật kiến thức và kinh nghiệm điều trị, đặc biệt hỗ trợ các đơn vị ứng phó trước làn sóng dịch COVID lần thứ tư. Hôm nay, công ty MSD hân hạnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề giải pháp kháng sinh toàn diện trong điều trị viêm phổi. Nội dung sẽ bao gồm kinh nghiệm điều trị viêm phổi cộng đồng và vai trò của Actabenem đến từ phần chia sẻ của cô tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Phần thứ hai, sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 và vai trò của Actabenem 2 trong điều trị nhiễm khuẩn đa kháng qua phần chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Tiến Dũng, phó chủ tịch Liên chi hội hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin kính mời cô tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương sẽ đến với chúng ta qua phần trình bày đầu tiên. Em xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa phó giáo sư Lê Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội Liên chi hội hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý anh chị đồng nghiệp, kính thưa đại diện công ty SD, thì tôi rất là hân hạnh được trình mở đầu trong bài trình bày ngày hôm nay là trong cái chủ đề là giải pháp kháng sinh toàn diện trong điều trị viêm phổi. Thì tôi xin share cái bài trình bày. Thì kinh nghiệm điều trị viêm phổi cộng đồng, vai trò của Actabenem, thì nội dung bài này thì tôi sẽ xin lược qua những cái điểm chính trong viêm phổi cộng đồng. Và Actabenem là một cái Actabenem thế hệ đầu, thì nó có vai trò gì trong điều trị viêm phổi cộng đồng? Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa là viêm phổi cộng đồng được định nghĩa là tình trạng nhiễm trùng của nhu mô phổi xảy ra ở ngoài bệnh viện. Điều này để phân biệt với viêm phổi bệnh viện và bao gồm viêm nhu mô phổi là phế nang, ống và túi phế nang, tiểu phế quản tận hoặc là viêm tổ chức kẽ của phổi. Theo định nghĩa của Hội nhiễm khuẩn Hoa Kỳ thì viêm phổi cộng đồng được định nghĩa là tình trạng nhiễm khuẩn nhu mô phổi cấp tính. Trong đó có triệu chứng của nhiễm khuẩn cấp tính kèm với thâm nhiễm cấp tính trên X quang phổi hoặc là có thay đổi tiếng thở hoặc là có nghe ran khu trú ở những bệnh nhân mà không nằm viện hoặc là ở những cái cơ sở chăm sóc y tế dài hạn trước 14 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Chúng ta đi vào cái định nghĩa này bởi vì trong thực hành lâm sàng thì tôi thấy là nhất rất là nhiều, cũng có một số đồng nghiệp là chẩn đoán viêm phổi cộng đồng nhưng mà lại không có đầy đủ yếu tố này, thì có thể chỉ là tình trạng viêm phế quản cấp hoặc là thậm chí những cái tình trạng nhiễm trùng khác mà không có đầy đủ cái đặc điểm trong cái định nghĩa này thì chưa chắc cái đó là đã là một cái tình trạng viêm phổi cộng đồng. Thì tác nhân gây bệnh thì đương nhiên là chúng ta biết là hiện nay tác nhân gây bệnh của viêm phổi cộng đồng cũng rất là đa dạng. Nhưng mà người ta thấy rằng Streptococcus pneumoniae, đó là phế cầu, vẫn là nguyên nhân thường gặp nhất trên thế giới. Về viêm vi khuẩn thì tác nhân nó cũng rất là đa dạng, có thể là vi khuẩn, có thể là virus hoặc là có thể là vi nấm. Về vi khuẩn thì phế cầu cũng như là Haemophilus influenzae cũng là những cái tác nhân thường gặp nhất. Sau đó là những cái tác nhân vi khuẩn không điển hình và những cái tác nhân khác, ví dụ như là gram âm hoặc gram dương, và một số đối tượng đặc biệt thì có thể nhiễm thêm những cái vi khuẩn đa kháng nữa. Còn virus thì virus cúm, rồi á cúm, và đặc biệt hiện nay chúng ta biết là có coronavirus nữa, cũng là một cái tác nhân gây viêm phổi. Và vi nấm này, ví dụ như là Pneumocystis jirovecsi thì có thể gặp ở những đối tượng đặc biệt, ví dụ như những bệnh nhân mà những HIV. Đó là chúng ta cũng quay trở lại những cái dữ liệu khác, những cái tác nhân thường gặp ở Việt Nam. Thì ở đây tôi cũng điển hình, tôi
Lấy ví dụ là nghiên cứu REAL là một nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang đa trung tâm tại Việt Nam, trong đó có những các bệnh nhân là có thể là viêm phổi cộng đồng hoặc là bệnh nhân có COPD nhập viện với hai kỹ thuật, đó là nuôi cấy hoặc là real time PCR. Thì chúng ta thấy là cái tác nhân mà phế cầu cũng như là hemophilus influenzae, nếu mà nuôi cấy không á, thì chỉ có 45% là phân đập được tác nhân thôi, còn nếu mà chúng ta làm thêm kỹ thuật real time PCR thì có đến 72% tác nhân là phế cầu hoặc là hemophilus influenzae, là cái màu đỏ nè, chúng ta thấy nè. Nên trong thực hành lâm sàng, ví dụ chúng ta thấy là có những nơi, có những địa phương mà chẩn đoán viêm phổi cộng đồng nhưng mà cấy ra toàn những cái tác nhân đa kháng không, thì chúng ta phải coi lại cái thứ nhất là cái kỹ thuật của chúng ta có đúng hay không. Và chúng ta biết là phế cầu thì khi mà nuôi cấy thì nó cũng sẽ khó khăn hơn những cái tác nhân mà gram âm khác, mà kỹ thuật chúng ta nếu mà chỉ dựa vào nuôi cấy thì có thể nó cũng không có được cái con số nó nhiều như vậy. Nhưng mà khi chúng ta kết hợp thêm phương pháp real time PCR thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ, cái hình ảnh nó cũng tương tự như trên thế giới. Có nghĩa là tác nhân nó có thể thay đổi theo vùng miền, nhưng mà chúng ta thấy phế cầu vẫn là những tác nhân thường gặp nhất trên thế giới cũng như là Việt Nam. Ở đây là một nghiên cứu agri khác là năm 2018 của Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam. Thì chúng ta thấy là phế cầu với hemophilus influenzae nó vẫn là những tác nhân thường gặp nhất. Và ngoài những cái tác nhân thường gặp thì tác nhân gây viêm phổi cộng đồng nó còn thay đổi theo độ nặng của bệnh nữa. Ở đây tôi lấy ví dụ như là những bệnh nhân ngoại trú mà không có những yếu tố nguy cơ khác thì những cái tác nhân thường gặp là phế cầu hemophilus influenzae. Nhưng mà những ở bệnh nhân ngoại trú khi mà bệnh nhân có thêm những yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như có bệnh đồng mắt, thì ngoài những tác nhân là phế cầu hemophilus influenzae như là những bệnh nhân ngoại trú không yếu tố nguy cơ, người ta ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ còn kèm theo là những cái trực khuẩn gram âm đường ruột. Còn khi bệnh nhân đã nhập viện không ICU, ngoài những tác nhân nêu kể trên, trực khuẩn gram âm đường ruột còn có những tác nhân ví dụ Legionella hoặc là kỵ khí. Còn khi bệnh nhân nặng tới nỗi phải nhập viện ICU thì ngoài những tác nhân trên còn thêm những cái tác nhân đa kháng, ví dụ như là tụ cầu hoặc là Pseudomonas. Có nghĩa là chúng ta thấy là dù là viêm phổi cộng đồng nhưng mà cái tác nhân nó cũng còn thay đổi theo cái mức độ nặng của bệnh, cũng như là theo cái tình trạng là bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ kèm theo hay không. Và cái tác nhân là trực khuẩn gram âm đường ruột thì chúng ta cũng lưu ý là khi bệnh nhân mặc dù là ngoại trú nhưng mà có yếu tố nguy cơ thì có thể người ta vẫn có khả năng nhiễm những cái tác nhân trực khuẩn gram âm đường ruột như thường. Còn tác nhân viêm phổi cộng đồng nó còn thay đổi theo những cái bệnh lý nữa. Một bệnh nhân có kèm những cái bệnh đồng mắt thì cái tác nhân nó còn thay đổi, chứ không phải là ai cũng phế cầu, ai cũng phế cầu. Chúng ta thấy ở đây như một ví dụ, nếu bệnh nhân có nghiện rượu thì ngoài những tác nhân phế cầu, chúng ta còn phải để ý thêm những cái vi khuẩn gram âm nữa, kỵ khí và lao. Nếu bệnh nhân có giãn phế quản thì chúng ta phải để ý coi chừng bệnh nhân có nhiễm Pseudomonas hay không, có tụ cầu hay không. Hoặc là HIV, chúng ta phải để ý xem bệnh nhân có nhiễm pneumocystis jirovecsi hay không. Còn khi có dịch cúm, đặc biệt là hiện nay có cái dịch coronavirus á, thì chúng ta thấy là chúng ta phải để ý coi những cái bệnh nhân có viêm phổi, coi bệnh nhân có nhiễm là SARS-CoV-2 hay không. Khi mà có dịch cúm hoặc là dịch những cái dịch virus khác. Và cái chuyện mà đề kháng kháng sinh là một vấn đề rất là đau đầu trên toàn thế giới. Thì hiện nay chúng ta thấy là đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, khi mà ở thế giới thì cái tình hình đề kháng kháng sinh nó đã gia tăng rồi. Việt Nam chúng ta thì cái tình hình đó còn căng thẳng hơn nữa. Bởi vì Việt Nam chúng ta thì cũng sử dụng kháng sinh, bệnh nhân có thể dễ dàng mua kháng sinh tại nhà thuốc. Và trong chăn nuôi thì người ta cũng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi nữa. Cho nên cái chuyện mà đề kháng kháng sinh nó ngày càng gia tăng. Thì chút xíu cũng nhờ Phó Giáo sư Lê Tiến Dũng thì nói thêm về vấn đề này. Và chúng ta thấy là ngay cả phế cầu nó cũng kháng với macrolide. Hoặc là
98% hemophilus influenzae nó đã có những cơ chế đẩy kháng sinh macrolide ra ngoài hoặc là một vài đột biến ở ribosome, cho nên chuyện này nó cũng dẫn đến kháng macrolide. Và khoảng 35-40% hemophilus influenzae đã sản xuất ra được men beta lactama để nó kháng lại những cái kháng sinh beta lactam, và thậm chí là phế cầu nó cũng kháng với quinolon. Tuy nhiên là có một số quinolon thì tần suất nó kháng kháng sinh nó vẫn còn ít, của phế cầu nó vẫn còn ít. Và đối với một bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mới vào với chúng ta hoặc là tiếp nhận, chúng ta là người tiếp nhận đầu tiên, thì chúng ta phải hỏi rất là kỹ bệnh sử, khám lâm sàng, chụp X quang và những cái xét nghiệm cần thiết nữa. Và chúng ta sẽ đánh giá là tổn thương có phù hợp hay không. Giả sử tổn thương phù hợp nhưng mà lâm sàng không phù hợp thì cũng có khả năng chúng ta phải tìm những cái chẩn đoán khác để giải thích cho cái tổn thương trên X quang. Còn cái vấn đề mà tổn thương X quang phù hợp, lâm sàng phù hợp, bệnh sử phù hợp thì chúng ta lúc đó là chúng ta có một cái chẩn đoán là viêm phổi cộng đồng, và lúc đó chúng ta sẽ phải đánh giá cái nhu cầu nhập viện của bệnh nhân hay không, dựa vào những thang điểm ví dụ như CUP 65 hoặc là PSI để đánh giá bệnh nhân điều trị ngoại trú nhập viện hay là bệnh nhân này phải nằm ICU. Đó là cái bước đầu tiên mà bác sĩ phòng khám cũng như là bác sĩ cấp cứu là phải làm. Thì trước đây chúng ta cũng thấy là cái thang điểm CUP 65 là cái thang điểm mà có thể dễ dàng áp dụng trên lâm sàng dựa vào những cái đánh giá ví dụ như là ý thức bệnh nhân, ure máu bệnh nhân như thế nào, nhịp thở như thế nào, huyết áp và tuổi tác, để chúng ta có mỗi cái điểm này thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân một điểm, và nếu mà không tới một điểm là ngoại trú, 2 điểm là nhập viện và 3-5 điểm là ICU. Thực ra cái thang điểm CUP 65 tuy là nó dễ dàng áp dụng trên lâm sàng nhưng mà nó không thể mà bao quát được hết, cũng như không có một số trường hợp cũng không có đánh giá được hết cái độ nặng của bệnh nhân. Ví dụ trên những người 65 tuổi bản thân người ta đã có một điểm rồi, và những bệnh nhân trên 65 tuổi thì cái ure thì có thể nó cũng thay đổi nữa và những cái tình trạng khác nữa, cho nên nó cũng không đánh giá được tình trạng oxy hóa máu của bệnh nhân. Cho nên cái thang điểm CUP 65 mặc dù dễ dàng áp dụng trên lâm sàng nhưng mà theo hướng dẫn mới nhất của Hội nhiễm khuẩn Hoa Kỳ cũng như Hội lồng ngực Hoa Kỳ, một cái hướng dẫn năm 2019 là hướng dẫn mới nhất của họ, thì người ta cũng đề nghị là chúng ta sẽ sử dụng cái thang điểm ưu tiên là cái thang điểm PSI hơn là thang điểm CUP 65 để đánh giá cái nhu cầu nhập viện của bệnh nhân cũng như là tiên lượng tử vong của người bệnh sẽ tốt hơn. Thì đây thang điểm PSI thì cái thang điểm này cũng rất là kinh điển, nhưng ngày nay thì nó vẫn còn nguyên giá trị của nó là dựa vào những cái thông số về lâm sàng, những cái bệnh đồng mắt đi kèm, những cái dấu hiệu về lâm sàng cũng như là cận lâm sàng khác, để chúng ta có một cái đánh giá cái khả năng nhập viện của người bệnh, tiên lượng của người bệnh nó tốt hơn. Thì cái thang điểm này cũng thực ra cũng hơi khó nhớ, nhưng mà nếu chúng ta làm ở phòng cấp cứu thì chúng ta cũng thể dán cái thang điểm này để chúng ta đánh giá cái dữ liệu cho nó phù hợp, và cũng là khuyên dùng cái hướng dẫn mới nhất của Hội nhiễm khuẩn Hoa Kỳ cũng như Hội lồng ngực Hoa Kỳ, thì cho anh khuyên dùng cái thang điểm này hơn là thang điểm CUP 65. Và đây là chúng ta sẽ phân nhóm của bệnh nhân ra là dựa trên những thang điểm hồi nãy chúng ta tính, để chúng ta phân từng nhóm bệnh nhân ra để chúng ta tiên lượng được người này có khả năng tử vong như thế nào. Và cái điều quan trọng là chúng ta sẽ dựa vào những cái thang điểm này để chúng ta biết là bệnh nhân này chúng ta nên nhập bệnh viện hay là không, điều trị ngoại trú có thể được hay không, hay là nhập bệnh viện nội trú, hay là bệnh nhân phải nhập ICU. Thì những cái yếu tố mà chúng ta, khi mà chúng ta đã có chẩn đoán rồi, chúng ta đã có cái nơi nhập viện cho bệnh nhân rồi, thì tiếp đó là chúng ta phải xem xét bệnh nhân trước mặt chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh nào cho phù hợp. Thì cái kháng sinh chúng ta sử dụng đầu tiên gọi là kháng sinh kinh nghiệm. Một số đồng nghiệp thì hiểu cái kháng sinh kinh nghiệm có nghĩa là kinh nghiệm của bác sĩ, là bác sĩ nó quen sử dụng cái loại nào rồi thì sẽ sử dụng loại đó, thì cái chuyện này cũng không hoàn toàn là đúng.
Bởi vì kháng sinh kinh nghiệm là kháng sinh chúng ta sử dụng đầu tiên, kinh nghiệm này là dựa vào những cái, vẫn phải dựa vào những cái bằng chứng trước đó chúng ta có, thì gọi là sử dụng kháng sinh kinh nghiệm. Còn một loại sử dụng kháng sinh là theo kháng sinh đồ. Còn khi bệnh nhân tới với chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ gọi là sử dụng kháng sinh kinh nghiệm, thì phải dựa vào những cái bằng chứng trước đó của chúng ta, và chúng ta phải đánh giá là bệnh nhân này mức độ nặng như thế nào, PSI bao nhiêu điểm, khớp bao nhiêu điểm, và chúng ta phải dựa vào những cái yếu tố của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân này có bệnh đồng mắt hay không. Những cái bệnh đồng mắt này cũng có khả năng là sẽ gia tăng cái nguy cơ kháng thuốc của người bệnh, cũng như bệnh đồng mắt này, ví dụ bệnh nhân có nghiện rượu chẳng hạn, thì cũng sẽ gia, sẽ cái tác nhân mà Klebsiella hoặc những tác nhân vi khuẩn trực quản gram âm đường ruột chúng ta cũng cần phải lưu ý tới. Đó là yếu tố của người bệnh, chứ không chỉ là bệnh nhân có cái viêm phổi như vậy, mà chúng ta phải xem xét tới yếu tố của người bệnh như thế nào. Và một điều quan trọng nữa, chúng ta phải biết cái hiệu lực kháng sinh này như thế nào trên người bệnh nhân của chúng ta, trước mặt chúng ta, dựa vào dược lực học, dược độc học. Và một điều rất là quan trọng nữa là dữ liệu vi sinh tại địa phương. Cái điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì có những vùng thì người ta vẫn chưa có được cái dữ liệu vi sinh tại địa phương, mà sử dụng những cái dữ liệu của nước ngoài thì có thể có khả năng thì không hoàn toàn chính xác. Cho nên tốt nhất là khi chúng ta có được cái dữ liệu vi sinh tại địa phương thì chúng ta có thể tiên đoán được dự và những cái yếu tố khác, ví dụ độ nặng, nguy cơ, yếu tố của người bệnh, hiệu lực kháng sinh, thì dựa vào dữ liệu vi sinh của địa phương thì chúng ta có thể tiên đoán được người bệnh nhân này sẽ khả năng nhiễm con tác nhân nào, để chúng ta có một cái chọn lựa ban đầu kháng sinh kinh nghiệm cho người bệnh phù hợp hơn. Thì đây tôi sẽ dẫn chứng một cái phác đồ điều trị viêm phổi cộng đồng ở bệnh nhân ngoại trú theo cái hướng dẫn của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ và Hội nhiễm khuẩn Hoa Kỳ 2019. Đây là một cái hướng dẫn mới nhất sau mười mấy năm Hội Lồng ngực Hoa Kỳ cũng như là Hội nhiễm khuẩn Hoa Kỳ mới ra được một cái hướng dẫn thứ hai, ra được một cái hướng dẫn mới cho sau 10, 12, 13 năm người ta mới ra được một cái hướng dẫn cho bệnh nhân viêm phổi cộng đồng. Thì ở những bệnh nhân ngoại trú thì người ta sẽ khuyến cáo như sau: nếu bệnh nhân không có bệnh đồng mắt hay là không có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu hay Pseudomonas, thì phác đồ chuẩn cho bệnh nhân ngoại trú sẽ là Amoxicillin hay Doxycillin hay Macrolide. Nếu mà chúng ta biết là cái địa phương của chúng ta tế cầu kháng nó còn dưới 25%. Còn nếu bệnh nhân có bệnh đồng mắt thì sẽ phải kết hợp Amoxicillin, acid clavulanase hay cephalosporin và Macrolide hay là Doxycillin. Hai kháng sinh này, hai nhóm kháng sinh này kết hợp. Còn nếu mà fluoroquinolone thì chúng ta hay, có nghĩa là chúng ta có thể xài fluoroquinolone không đơn trị cũng được. Còn nếu mà đã xài hai loại kháng sinh này thì phải kết hợp với nhau. Còn đối với những bệnh nhân mà điều trị nội trú thì phác đồ của chúng ta sẽ như thế nào? Phác đồ của chúng ta, phác đồ chuẩn, có nghĩa là cái gốc này. Đối với viêm phổi cộng đồng nhẹ thì chúng ta sẽ sử dụng beta-lactam cộng Macrolide hay là quinolone hô hấp. Còn nếu bệnh nhân trước đây chúng ta có dữ liệu phân lập được bệnh nhân này có tụ cầu trước đây thì chúng ta sẽ phải bao phủ luôn tụ cầu MRSA, tụ cầu kháng methicillin, và chúng ta đồng thời chúng ta phải cấy hoặc là làm PCR để xác định tác nhân này. Còn nếu mà trước đây bệnh nhân đã phân lập được Pseudomonas thì lúc đó thì trong phác đồ chuẩn này chúng ta phải cộng thêm là bao phủ được Pseudomonas và đồng thời chúng ta phải cấy nè. Còn đối với những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng thì phác đồ chuẩn của chúng ta sẽ là beta-lactam cộng Macrolide hay là beta-lactam cộng quinolone hô hấp. Thì chúng ta thấy có sự khác biệt giữa phác đồ chuẩn của viêm phổi cộng đồng nhẹ với viêm phổi cộng đồng nặng. Là ở nhẹ thì chúng ta có thể beta-lactam cộng Macrolide hay quinolone hô hấp. Nhưng mà ở nặng thì chúng ta sẽ thấy là beta-lactam cộng Macrolide hay, chỗ này là có thêm beta-lactam cộng quinolone hô hấp. Có nghĩa là quinolone hô hấp ở nặng thì người ta không sử dụng đơn trị mà người ta vẫn phải có beta-lactam phối hợp. Nó khác nhau ở cái điểm đó. Chúng ta thấy là khác nhau là thêm cái beta-lactam ở cái trọng lượng thứ hai. Và cũng tương tự như nhẹ, viêm phổi cộng đồng nhẹ là nếu mà bệnh nhân đã phân lập trước đây được MRSA hô hấp trước đây, chúng ta phải bao phủ luôn MRSA
ngoài phác đồ chuẩn chúng ta phải bao phủ luôn được MRSA. Còn nếu trước đây bệnh nhân phân độc được Pseudomonas thì chúng ta ngoài phác đồ chuẩn ra chúng ta phải bao phủ thêm, có nghĩa là cộng thêm là Pseudomonas và đương nhiên là phải cấy rồi. Còn ở đây tiêu chuẩn nhập ICU, tiêu chuẩn nhập ICU thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn, ví dụ bệnh nhân tụt huyết áp cần thuốc vận mạch hay hô hấp, hay là suy hô hấp cần thở máy thì chúng ta sẽ lúc đó là cái tiêu chuẩn trực tiếp là bệnh nhân có thể nhập trực tiếp vào ICU được. Hoặc là tiêu chuẩn thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào tiêu chuẩn phụ này và đánh giá cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Ở những bệnh nhân mà chưa có bệnh mạch hay thở máy thì tiêu chuẩn phụ của chúng ta là sẽ nhịp thở trên 30, PaOC, FeOC dưới 250, thâm nhiễm nhiều thùy, lú lẫn, mất định hướng, ure máu trên 20mg/dL, giảm mạch cầu máu, giảm tiểu cầu, hạ thân nhiệt, hoặc là huyết áp cần truyền dịch tích cực, hạ huyết áp cần truyền dịch tích cực. Đó là cái tiêu chuẩn nhập ICU. Còn tôi cũng được qua thêm cái hướng dẫn của châu Âu. Hướng dẫn của châu Âu thì cho những bệnh nhân mà điều trị ban đầu theo kinh nghiệm á, thì người ta khuyến cáo điều gì cho bệnh nhân viêm phổi cộng đồng. Ở những bệnh nhân mà chưa cần nhập ICU thì như thế nào? Thì ở đây là những khuyến cáo của Hội mắt châu Âu và chúng ta cũng có một số điểm chúng ta cần lưu ý trong cái hướng dẫn này. Đó là khi mà phải sử dụng các macrolide thì chúng ta nên ưu tiên kháng sinh macrolide thế hệ mới hơn là erythromycin. Còn trong nhóm quinolone thì chúng ta cũng lưu ý là moxifloxacin là kháng sinh tác động tốt nhất trên phế cầu. Còn đặc biệt là trên bệnh nhân có nguy cơ nhiễm gram âm rồi và đặc biệt là vi khuẩn gram âm mà tiết ESBL. Nhưng mà ở những bệnh nhân này chưa có nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì ectapenem lại là một lựa chọn hữu ích cho người bệnh ở giai khi mà chúng ta chọn lựa cái kháng sinh đầu tiên. Cái này là một cái điểm rất là lưu ý. Hồi nãy tôi cũng có nói là trên một số người mà có yếu tố nguy cơ thì khả năng nhiễm trực khuẩn gram âm là có. Thì cái tác nhân ectapenem, kháng sinh ectapenem là một cái lựa chọn hữu ích ban đầu cho người bệnh. Đó là hướng dẫn của nước ngoài. Còn ở Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào? Thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra một cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh cho riêng những cái bệnh viện trong thành phố, và ở đây Sở Y tế cũng sử dụng dữ liệu của những bệnh viện trong thành phố, trong đó có Nhân dân Gia Định, trong đó có Chợ Rẫy, trong đó có Nhi Đồng, để người ta ra một cái hình ảnh những cái tác nhân như thế nào tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng chúng ta cũng thấy là trong hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta những cái dữ liệu vi sinh là tại các bệnh viện tại thành phố. Thì đây chúng ta thấy là có những dữ liệu vi sinh và đặc biệt là chúng ta thấy là tác nhân là E. coli mà sinh ESBL. Chúng ta thấy là cái tác nhân là ectapenem ở đây. Có nhiều cái kháng sinh nhưng mà chúng ta thấy ectapenem ở đây nó còn cái độ nhạy rất là tốt. Độ nhạy rất là tốt tại những cái cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhạy rất là tốt. Và hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cái hướng dẫn ở một điểm tôi thấy cũng rất là hay, đó là khi được sử dụng kháng sinh ban đầu á, thì cũng khuyến cáo là phải có cái mẫu bệnh phẩm soi tươi, bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta cấy thì có thể là 3 ngày vi khuẩn mới mọc, mà kháng sinh chúng ta đã chọn lựa trước đó rồi chúng ta cũng không thể chờ đợi khi có kháng sinh cấy kết quả chúng ta mới sử dụng, mà chúng ta phải sử dụng ngay từ đầu. Thì ngoài những cái yếu tố như tôi kể trên, ví dụ bệnh sử, bệnh động mắt rồi dữ liệu trước đây, thì chúng ta nếu mà chúng ta có thêm một cái vũ khí nữa là chúng ta có cái bệnh phẩm soi tươi, kết quả này thì rất là nhanh, trong thời gian khoảng mấy chục phút là chúng ta cũng có thể, nếu mà phòng vi sinh của chúng ta tốt đó, chúng ta có thể có được cái hình ảnh này. Và Sở Y tế cũng khuyến cáo chúng ta sử dụng cái soi tươi, soi vi khuẩn để có cái hình ảnh của các tác nhân có thể gặp. Thì trong phác đồ của Sở Y tế sẽ phân ra nhóm 1A, nhóm 1B và nhóm 2. Nhóm 1A là những cái nhiễm khuẩn cộng đồng. Nhóm 1B là nhiễm khuẩn cộng đồng nhưng mà có những cái yếu tố nguy cơ khiến cho bệnh nhân có thêm những cái yếu tố dễ thuốc á. Ví dụ như có bệnh đồng mắt, mà trước đây chúng ta nói là cái nhóm mà viêm phổi có thể liên quan tới chăm sóc y tế.
và nhóm 2 là bệnh viện. Thì chúng ta thấy là nha, cái nhóm 1A thì cái khi mà chúng ta thấy là có soi tươi ra vi khuẩn gram âm thì lúc đó là cái ertapenem có thể kết hợp hay không với amikacin là một cái chọn lựa mà Sở Y tế đưa ra cho chúng ta, hoặc là ertapenem có thể kết hợp hay không với nentamicin. Còn lựa chọn thứ hai là piperacillin tazobactam kết hợp với amikacin, hoặc là piperacillin tazobactam kết hợp với nentamicin. Còn nếu mà bệnh nhân có vi khuẩn gram âm, nếu mà chúng ta soi ra là vi khuẩn gram dương thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng vancomycin hoặc tecoplanin. Đó là hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Còn thời gian điều trị thì như thế nào? Thì trước tận đây chúng ta thấy là những cái khuyến cáo trước đây của các hội á, thì thời gian điều trị kháng sinh tùy tác nhân, nó sẽ thay đổi tùy tác nhân nữa. Nhưng mà chị nhìn chung chúng ta thấy có những cái tác nhân chúng ta phải kéo dài thời gian điều trị. Còn phế cầu thì chúng ta chỉ có 5-6 ngày thôi. Còn có những tác nhân thì chúng ta phải kéo dài, cũng như là có những tác nhân hoặc là những bệnh lý chúng ta phải kéo dài thời gian điều trị hơn. Nhưng mà hướng dẫn mới nhất của ATS, ADSA năm 2019 thì thời gian dùng kháng sinh thì sẽ dựa vào những cái đo lường giá trị về mặt ổn định trên lâm sàng và ổn định dấu hiệu sinh tồn, khả năng bệnh nhân ăn uống, tinh thần bình thường và mạch huyết áp sinh hiện mọi thứ là bình thường. Và nên tiếp tục đến khi bệnh nhân ổn định và không ít hơn tổng cộng 5 ngày. Và khuynh hướng là chúng ta sẽ rút ngắn thời gian điều trị kháng sinh. Thì ở đây trên lâm sàng chúng ta cũng thấy những người bệnh của chúng ta có thể là những xét nghiệm nó chưa về bình thường, đặc biệt là X-quang phổi nó sẽ ổn định lâu hơn. Nhưng mà chúng ta thăm khám bệnh nhân mỗi ngày chúng ta thấy là bệnh nhân hôm nay là sinh hiệu ổn rồi. Bệnh nhân ăn bắt đầu cảm thấy ngon, bệnh nhân hết sốt rồi. Nhìn cái vẻ mặt bệnh nhân thấy tươi tỉnh hơn là chúng ta cũng có thể yên tâm một phần nào đó cái đáp ứng lâm sàng của người bệnh. Còn đáp ứng về cận lâm sàng, ví dụ X-quang có thể nó sẽ thay đổi chậm hơn. Cái đó đây là cái mà chúng ta đánh giá đầu tiên, và khi mà bệnh nhân ổn định được những dấu hiệu này thì chúng ta sẽ tiếp tục và không ít hơn tổng cộng 5 ngày, nhưng mà cũng không kéo dài quá. Ngay cả viêm phổi bệnh viện người ta cũng kéo dài thời gian khoảng 8 ngày thôi chứ không có dài. Để kết luận cho phần trình bày này là viêm phổi cộng đồng là một cái bệnh khá phổ biến trên lâm sàng. Và khi chọn lựa kháng sinh viêm phổi cộng đồng, chúng ta sẽ cần quan tâm đến phân tầng nguy cơ người bệnh này thuộc nhóm nào, hiểu biết về kháng sinh cũng như là vi khuẩn tác nhân gây bệnh của bệnh nhân, và tham khảo các hướng dẫn điều trị trên thế giới, và đặc biệt quan trọng là phải tham khảo tình hình kháng kháng sinh tại địa phương. Và đối với ertapenem, nó là một kháng sinh chọn lựa hữu ích ban đầu cho những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm TISSVL mà bệnh nhân này không có nguy cơ nhiễm Pseudomonas aeruginosa. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp. Vâng, em xin chân thành cảm ơn tiến sĩ, bác sĩ Thị Thu Hương. Em xin chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương đã có phần trình bày chứa đựng rất nhiều nội dung bổ ích. Tiếp đến em xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho chúng ta phần trình bày với nội dung sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 và vai trò của carbapenem-2 trong điều trị nhiễm khuẩn đa kháng. Em xin trân trọng kính mời bác sĩ. Và kính mời quý bác sĩ, dược sĩ chúng ta đặt câu hỏi đến cho các báo cáo viên của chúng ta qua khung chat ở trên màn hình webex, hoặc gửi câu hỏi đến cho đại diện công ty MSD ở các đầu cầu của chương trình. Xin chân thành cảm ơn. COVID là vấn đề rất là hot hiện nay. Và cái vai trò của carbapenem nhóm 2 trong điều trị nhiễm khuẩn đa kháng, tôi sẽ liên hệ đến cái điều trị trong cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Về cái bệnh nhân mà bị nhiễm COVID-19 thì người ta thấy rằng là nó có ngay từ đầu có thể có một cái hiện tượng gọi là đồng nhiễm hay là bội nhiễm vi khuẩn gây bệnh ở cái bệnh nhân bị viêm phổi do cái COVID-19.
Chúng ta biết rằng là cái viêm phổi do COVID-19 thì cái tác nhân gây bệnh nó là do SARS-CoV-2, thì đó là một cái virus. Còn bây giờ người ta nói rằng là có những cái trường hợp là có tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm những cái vi khuẩn ngay từ đầu hoặc là ở những cái giai đoạn sau của cái bệnh nhân bị viêm phổi do COVID. Và đây là một số những cái nghiên cứu thống kê của rất là nhiều những cái tác giả cho thấy rằng là rõ ràng có một cái tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm, vi khuẩn và một số những cái tác nhân khác ở bệnh nhân bị viêm phổi do COVID-19. Và cái tỷ lệ của nó sẽ dao động trong khoảng từ 5 cho tới 27% những bệnh nhân bị viêm phổi do COVID là có tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm, những cái tác nhân vi khuẩn khác. Đây là một cái nghiên cứu của các cái tác giả ở Trung Quốc, thì ví dụ như của ông Du, của ông Cao, thì ông thấy rằng là cái tình trạng mà bội nhiễm đó nó được ghi nhận ở trong khoảng từ 5 cho tới 27% những cái bệnh nhân bị nhiễm nhiễm cái người lớn mà bị nhiễm SARS-CoV-2. Và trong cái số này đó thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ từ 50 cho tới 100%. Còn nghiên cứu của ông Zhu đó thì cho thấy rằng là cái tình trạng bội nhiễm vi khuẩn nó xảy ra trong khoảng 15% các trường hợp, và cái tỷ lệ tử vong cũng rất cao ở những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm phổi do COVID, nhất là viêm phổi nặng và có tình trạng bội nhiễm, thì tỷ lệ tử vong nó lên đến 96%. Đây là một cái nghiên cứu về meta-analysis và systematic review cho thấy rằng là rõ ràng có một cái tình trạng bội nhiễm vi khuẩn ở những cái bệnh nhân bị viêm phổi do COVID-19. Và các cái tác nhân của cái tác giả này người ta đưa ra đó là nhiều nhất chúng ta thấy rằng là cái vi khuẩn không điển hình là Mycoplasma pneumoniae nó chiếm đến 40%. Ngoài ra những cái vi khuẩn, đặc biệt là những vi khuẩn đa kháng như là kháng thuốc như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là Klebsiella pneumoniae chiếm tỷ lệ cũng khá cao, nó dao động trong khoảng từ 2 cho tới 10%. Đây là một cái nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện nhiệt đới trên nhóm bệnh nhân nhiễm COVID ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch, và các bác sĩ ở đó người ta làm trên cái đối tượng bệnh nhân là như thế và cho cấy đàn để làm kháng sinh đồ. Thì cái kết quả của bệnh viện nhiệt đới trên nhóm bệnh nhân đó thì chúng ta thấy rằng là có một cái tỷ lệ dao động về các cái tác nhân mà đồng nhiễm bội nhiễm nó dao động trong khoảng từ 5 cho tới 18%. Và trên cái bảng này thì các anh chị thấy chúng ta thấy rằng là những cái tác nhân mà đồng nhiễm bội nhiễm trên những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID nặng hoặc là nguy kịch mà ở bệnh viện nhiệt đới ghi nhận nó gồm có Candida species, ví dụ như, và những cái vi khuẩn, đặc biệt là những vi khuẩn kháng thuốc như là Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, và ngoài ra tụ cầu thì đủ loại từ tụ cầu Staphylococcus aureus chiếm tỷ lệ cũng rất cao đến 18% các trường hợp. Tôi có gọi cho tiến sĩ Hảo ở bệnh viện bệnh nhiệt đới ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi về cái tình hình nhiễm khuẩn đồng nhiễm bội nhiễm ở những cái bệnh nhân COVID, thì cái kết quả sơ bộ thì tiến sĩ Hảo cho biết rằng là ở những cái trường hợp mà COVID mà 19 mà mức độ nặng hoặc là nguy kịch thì nó xuất hiện khá thường xuyên cái sự xuất hiện của những cái vi khuẩn mà đồng nhiễm bội nhiễm, và cái vi khuẩn thường là những vi khuẩn kháng thuốc và đủ loại, và mức độ kháng thuốc của nó rất là vô chừng. Thành ra là cái chuyện này là cái chuyện nó rất là có. Trên gần 300 trường hợp mà bệnh nhân COVID được điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược của chúng tôi thì chúng tôi chưa có làm routine cái chuyện này, nhưng mà đều trên những cái bệnh nhân nặng và nguy kịch, và chúng tôi khảo sát cái tình hình về vi khuẩn học ấy, thì tại vì chưa có cái chiến lược về làm cái chuyện này, do đó cái chỉ định để làm vi sinh này nó cũng ít. Tuy nhiên một số những cái trường hợp mà cho làm vi sinh thì cái kết quả ở bệnh viện Đại học Y Dược của chúng tôi ghi nhận rằng là cũng chưa thấy có một sự xuất hiện của những cái vi khuẩn gì trong cái nhiễm COVID-19 mà ở bệnh nhân nặng hoặc là nguy kịch.
Một cái nghiên cứu tại bệnh viện nhiệt đới trung ương ở Hà Nội thì khảo sát trên 48 những bệnh nhân nặng thì cho thấy rằng là có 30 những cái trường ca là nhiễm nấm chiếm tỷ lệ khoảng 63%. Đây là những cái ca mà được chẩn đoán bằng chỉ một cái biện pháp, đó là có sự xuất hiện nấm ở trong cái bệnh phẩm của đường hô hấp thôi. Chúng ta biết rằng là đó chưa phải là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán rằng là bệnh nhân bị nhiễm nấm, nhưng mà cái kết quả là như vậy. Và người ta ghi nhận rằng là có đến 63% bệnh nhân ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch thì có tình trạng nhiễm nấm, và cái tỷ lệ nhiễm nấm cao nhất vẫn là nhóm nấm Candida, sau đó là nhóm Aspergillus và sau đó là một số những cái loại nấm khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn để gây ra viêm phổi ở những bệnh nhân COVID-19 thì dĩ nhiên là tác nhân chính của nó là virus SARS-CoV-2. Ngoài ra có một số những cái trường hợp nó dao động trong một cái tỷ lệ khoảng 5 cho tới 27% có một cái tình trạng đồng nhiễm và bội nhiễm, căn nguyên là các vi khuẩn. Có khi nó là những cái vi khuẩn ít kháng thuốc như là Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae hoặc là cái MRSA, nhưng cũng có khi nó là lại là bội nhiễm của những cái vi khuẩn đa kháng kháng sinh như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là Acinetobacter baumannii, thậm chí là E. coli hoặc là Klebsiella, và là những vi khuẩn kháng thuốc hoặc là tụ cầu thì là loại MRSA. Và chúng ta ghi nhận cũng có cái tình trạng đó là nhiễm trùng đa vi khuẩn, và có khi nó là có cái tình trạng đồng nhiễm và bội nhiễm những cái căn nguyên khác như là nấm Candida hoặc là nấm Aspergillus. Về cái phân loại của một cái bệnh nhân mà bị nhiễm SARS-CoV-2, nhiễm COVID-19 thì chúng ta biết rằng là chúng ta có 5 cái mức độ để phân loại mức độ nặng của bệnh nhân. Thứ nhất là nhóm bệnh nhân không có triệu chứng. Cái thứ hai là mức độ nhẹ, tức là bệnh nhân chỉ có tình trạng viêm đường hô hấp trên cấp tính. Thứ ba là mức độ vừa, tức là có tổn thương viêm phổi trên tim phổi. Tuy nhiên bệnh nhân có những cái biểu hiện của viêm phổi như sốt, ho, khó thở, thở nhanh hơn 20 lần một phút. Tuy nhiên là không có biểu hiện của tình trạng suy hấp, tức là SpOC nó phải lớn hơn hay bằng 93% khi thở khí trời. Còn cái mức độ nặng là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng viêm phổi nặng và kèm theo tình trạng suy hấp với SpOC là dưới 93% khi thở khí phòng hoặc là do khi mà có hỗ trợ bằng oxy liệu pháp. Còn cái mức độ nguy kịch đó là những cái trường hợp mà nhiễm COVID có biểu hiện của về tổn thương trên phổi giống như là kiểu phổi trắng đi vào ARDS hoặc là nhiễm trùng, có nhiễm trùng huyết hoặc là sốc nhiễm trùng. Đó là năm cái mức độ lâm sàng. Tôi đưa lên cái mức độ lâm sàng này để sau đó chúng ta sẽ có những cái chỉ định kháng sinh tùy theo kinh nghiệm dựa trên các cái mức độ nặng của bệnh nhân bị viêm phổi do COVID. Về cái vấn đề viêm phổi bệnh viện thì chúng ta biết rằng là với những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi nặng hoặc là nguy kịch ở bệnh nhân viêm phổi COVID thì chúng ta sẽ tiến hành, có chỉ định thì sẽ tiến hành tới cái biện pháp cuối cùng, đó là cái chuyện phải cho bệnh nhân thở máy xâm lấn, và lúc đó thì cái tình hình mà nó xảy ra cái tình trạng viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là cái diễn biến thật sự của những cái bệnh nhân COVID mà nặng hoặc là nguy kịch mà đến thở máy đó, xâm lấn đó, thì thường thường thì gần như là trên 90% là chỉ thời gian ngắn sau đó là bệnh nhân kết thúc. Do đó cái khả năng mà nó gây ra cái viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy thì nó cũng có nhưng mà nó cũng ít. Về cái vấn đề viêm phổi bệnh viện thì chúng ta cũng đã biết rồi, kể từ cái guideline của ATS/IDSA về năm 2016 thì người ta đã loại cái HCIP đi qua cái CAP, và cái viêm phổi bệnh viện được định nghĩa là một cái tình trạng xuất hiện một cái tình trạng viêm phổi sau khi bệnh nhân đã nhập viện 48 giờ sau khi nhập viện. Còn cái viêm phổi thở máy là cái viêm phổi mà nó xuất hiện sau 48 cho tới 72 giờ sau khi bệnh nhân đặt nội khí quản. Đại đa số các cái trường hợp tác nhân gây bệnh trong cái viêm phổi bệnh viện và cũng như viêm phổi thở máy thường là những vi khuẩn kháng thuốc, và chúng ta có thể điểm danh qua những cái tác nhân mà thường gặp, ví dụ như các cái coxsackie gram dương như là Enterococcus caecium hoặc đặc biệt là Staphylococcus aureus, và đây là những cái vi khuẩn kháng thuốc. Và
Thường là chúng ta phải sử dụng tới những cái thứ thuốc để mà theo kiểu của MRSA. Và cái nhóm thứ hai là các cái enterobacteria, các cái vi khuẩn gram âm, thì chúng ta ghi nhận đến những cái vi khuẩn như là Klebsiella pneumoniae hoặc là E. coli. Đây là những cái vi khuẩn kháng thuốc, tức là mức độ kháng thuốc của nó thường là nó đã tiết ra beta-lactam phổ rộng, và thậm chí hiện nay bây giờ nó đã xuất hiện những cái chủng vi khuẩn gọi là siêu kháng thuốc capybenemas, kháng luôn cả capybenem. Và những cái vi khuẩn siêu kháng thuốc là chúng ta đang nói tới các cái vi khuẩn như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là Acinetobacter baumannii. Đây là những vi khuẩn siêu kháng thuốc và chúng ta sẽ thấy rằng là nó kháng với gần như tất cả các cái loại kháng sinh và việc điều trị sẽ hết sức là khó khăn. Trong vấn đề điều trị của những vi khuẩn kháng thuốc này thì chúng ta lưu ý rằng là với những cái kháng sinh hiện nay mà chúng ta đang điều trị, đặc biệt là cái nhóm carbapenem, thì cái nhóm carbapenem này thì nó sẽ vẫn còn nhạy cảm với những vi khuẩn gram âm mà nó tiết ESBL, tức là beta-lactam phổ rộng, hoặc là cơ chế kháng thuốc của nó là MBC. Và trong những cái trường hợp như thế này thì ectopenem, tức là carbapenem thế hệ 1, thì nó có rất là lợi thế rất là cao trong cái điều trị của các cái vi khuẩn gram âm mà tiết ESBL. Nhưng nếu những cái vi khuẩn gram âm này nó đi đến một cái cơ chế kháng thuốc cao hơn capybenemas, bao gồm nhiều cơ chế như là QPC, OSA48, NDM1, thì cái việc điều trị lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vi khuẩn này nó sẽ kháng luôn cả capybenemas và việc điều trị của chúng ta sẽ rất là khó khăn. Đây là một cái thống kê cho thấy rằng là những cái vi khuẩn mà những cái Enterobacteriaceae bao gồm các vi khuẩn như là Klebsiella pneumoniae hoặc là E. coli mà nó đã tiết ra các cái capybenemas, tức là nó kháng capybenemas, và cái tần suất của nó, cơ chế kháng thuốc của nó thường là nó phối hợp của nhiều các loại cơ chế kháng capybenemas khác nhau. Và trên cái sơ đồ này các anh chị sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ của những cái vi khuẩn siêu kháng thuốc capybenemas của cái dòng Enterobacteriaceae này càng ngày nó càng gia tăng lên. Và trong một cái nghiên cứu từ năm 2010 tại các cái bệnh viện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà E. coli mà kháng capybenemas thì nó khoảng là 1,9%, và nó dao động trong khoảng từ 0 cho tới 5,1%. Còn Klebsiella pneumoniae mà capybenemas thì ở thời điểm đó thì cái tỷ lệ nó khoảng 10%, nó dao động trong khoảng từ 0 cho tới 55%. Và chúng ta biết rằng là hiện nay cái tình hình những vi khuẩn siêu kháng thuốc này thuộc dòng Enterobacteriaceae nó đã gia tăng một cách đáng kể. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là ở Anh, cho thấy rằng là với những cái chủng vi khuẩn mà Enterobacteriaceae mà đã capybenemas, tức là kháng capybenem rồi, thì đối với các kháng sinh gần như là nó kháng 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 rất dữ dội. Chúng ta chỉ lưu ý rằng là chỉ còn có colistin là tương đối là nó còn nhạy cảm với các cái cơ chế kháng thuốc theo kiểu của capybenemas. Và cái kháng sinh thứ hai mà cũng khá còn nhạy cảm đó là amikacin. Để đối phó với những cái chủng vi khuẩn mà kháng thuốc theo cái cơ chế siêu kháng thuốc thì hiện nay chúng ta đã có một số những cái kháng sinh mới để điều trị các cái chủng vi khuẩn này. Ví dụ như là ceftolozane tazobactam hoặc là ceftazidime avibactam. Ceftazidime avibactam thì có Việt Nam mình rồi. Ngoài ra có những cái thứ thuốc khác thì ví dụ như meropenem, varobactam, imipenem, rerepectam, atreonam, avibactam, cifidericol, vân vân. Thì những cái thứ thuốc này nó đã được chấp nhận, FDA chấp nhận để tại Mỹ để mà sử dụng. Tuy nhiên cũng xin lưu ý các bạn rằng là có một số thuốc, ví dụ như meropenem, varobactam, imipenem, rerepectam, vân vân, tất cả các loại, thì cái thứ đó Việt Nam mình nó chưa có và cũng chưa được chấp nhận, được sử dụng tại Việt Nam. Riêng cái ceftazidime avibactam đó, thì những cái thứ thuốc này mặc dù cái phổ nó có thể đánh được một số những cái vi khuẩn kháng thuốc ở mức độ gọi là QPC, tuy nhiên thì nó chỉ dùng cho những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn ổ bụng á, đường tiêu hóa đó, chứ còn ở phổi thì nó cũng chưa chứng minh rằng là nó có hiệu quả. Về cái phác đồ mà hướng dẫn điều trị ở những cái bệnh nhân mà viêm phổi, bệnh viện viêm phổi thở máy đó, thì chúng ta cũng đã thống nhất cái phác đồ này rất là lâu rồi.
thì đó là những cái việc mà với những cái bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy, nếu mà trong trường hợp bệnh nhân không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thì cái khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng kháng sinh đơn trị liệu kiểu kháng sinh vừa vừa, ví dụ như Artapenem, Ceftriaxone, Cefotaxime hoặc là Moxifloxacin hoặc là Levofloxacin được rồi. Tuy nhiên với những cái bệnh nhân có nhiễm khuẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng cao hoặc là nguy cơ tử vong cao thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một trường hợp là không có sốc nhiễm khuẩn và một trường hợp là sốc nhiễm khuẩn. Trong những trường hợp sốc nhiễm khuẩn thì thường thường là chúng ta phải phối hợp kháng sinh, và những cái kháng sinh này phải là hướng tới những vi khuẩn kháng thuốc hoặc là siêu kháng thuốc, và trong những cái trường hợp cần thiết nghi ngờ thì chúng ta sẽ phối hợp thêm với các kháng sinh để điều trị con tụ cầu MRSA. Về cái thuốc lựa chọn cho các vi khuẩn mà Enterobacteriaceae, tức là bao gồm các vi khuẩn như Vaccinia, E. coli mà sinh ra beta-lactam phổ rộng ESBL, thì thuốc được lựa chọn ở đây, mặc dù là guideline của ATS/IDSA năm 2016 người ta có nói đến cái việc sử dụng các cái cephalosporin thế hệ thứ ba hoặc là cephalosporin thế hệ thứ tư như cetirizine, nhưng có lẽ tình hình ở Việt Nam thì hai cái thứ này nó kháng nhiều rồi, và do đó cái thuốc để điều trị trong cái nhóm vi khuẩn này hiện nay của chúng ta sẽ gồm có carbapenem hoặc là chúng ta có thể sử dụng beta lactam inhibitor, tức là ví dụ như piperacillin tazobactam. Tuy nhiên được ưu tiên lựa chọn sẽ là carbapenem, và ưu tiên lựa chọn là nếu mà bệnh nhân không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc như là Pseudomonas thì lúc đó chúng ta chỉ cần sử dụng Artapenem điều trị là nó đủ hiệu quả cho cái nhóm Enterobacteriaceae và tiết ESBL rồi. Tuy nhiên nếu mà cái Enterobacteriaceae này mà nó thuộc loại Capybenema, tức là nó kháng luôn cả Capybenema, thì cái thuốc điều trị của nó sẽ bao gồm các cái thứ thuốc giống như tôi nói đã trình bày trong cái slide về các cái thứ thuốc mà đã được chấp FDA của Mỹ nó chấp thuận đó, ví dụ như ceftazidime, avibactam, meropenem, varoactam. Nhưng mà hiện nay các cái thuốc này ở Việt Nam mình thì chưa có, và người ta cũng nói rằng là nếu mà cái cơ chế kháng thuốc của những vi khuẩn này nó siêu kháng thuốc, nó theo cái cơ chế metallo beta lactam thì lúc này gần như nó kháng tất cả các loại kháng sinh và gần như là rất là bi quan, chúng ta không có cái thuốc để điều trị, và cái điều trị là chúng ta coi cái kháng sinh đồ là nó còn nhạy với kháng sinh nào thì chúng ta sử dụng kháng sinh đó, và việc tiên lượng nó sẽ rất là kém. Để điều trị những cái vi khuẩn kháng thuốc ăn dòng Enterobacteriaceae, ví dụ như Klebsiella pneumoniae mà tiết ra cái Capybenema nhưng mà cơ chế kháng thuốc của nó chỉ ở mức độ là QPC, thì hiện nay ngoài một số những cái thuốc đặc trị mà hiện nay chúng ta chưa có thì người ta thấy rằng là có một cái cách điều trị khác để mà cũng cho chúng ta cũng hiện nay cũng đang áp dụng, đó là cái double carbapenem, tức là chúng ta sẽ phối hợp một cái carbapenem nhóm 1, sau đó sẽ sử dụng một cái carbapenem nhóm 2. Ý nghĩa của cái cơ chế kháng thuốc để điều trị cơ chế kháng thuốc này đó là chúng ta sử dụng một cái carbapenem nhóm 1 là ectapenem để phá đi các cái men beta lactam bao phủ bên ngoài của vi khuẩn, sau đó sẽ tạo điều kiện để carbapenem nhóm 2 nó xuyên thấu đi vào bên trong để mà nó diệt vi khuẩn. Thì cái kỹ thuật này chúng ta gọi là double carbapenem. Lúc đầu chúng ta sẽ sử dụng một cái carbapenem nhóm 1 và sau đó chúng ta sẽ sử dụng carbapenem nhóm 2 để mà điều trị. Đối với điều trị con Pseudomonas aeruginosa thì hiện nay để điều trị con Pseudomonas aeruginosa và trong những cái trường hợp mà Pseudomonas aeruginosa mà kháng thuốc thì lúc này chúng ta phải combination, và chúng ta sẽ combination tức là phối hợp thuốc trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái biểu hiện sau đây: có cái sử dụng kháng sinh bằng đường tiêm tĩnh mạch trong vòng 90 ngày qua, có một cái nguy cơ tử vong cao trên 15-20% với tình trạng septic shock, hoặc là bệnh nhân có cái bệnh lý bệnh cấu trúc ví dụ như giãn phế quản hoặc là xơ nang. Và cái công thức điều trị của chúng ta đối với con Pseudomonas kháng thuốc này thì nó sẽ bao gồm một cái co-antibiotic là một cái carbapenem nhóm 2, có thể sử dụng là imipenem, meropenem hoặc là doripenem, và chúng ta sẽ phối hợp với một cái kháng sinh thuộc cái nhóm 2. Nhóm 2 này có thể là colistin hoặc là amikacin hoặc là quinolone. Tôi cũng xin lưu ý rằng là colistin là chúng ta sẽ phối hợp trong trường hợp chúng ta có bằng chứng rằng là con Pseudomonas aeruginosa này là nó carbapenemas, nó kháng với carbapenem.
Còn đối với Kinolon thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có thể sử dụng là ciprofloxacin liều cao hoặc là levofloxacin liều cao. Trong cái trường hợp mà con Pseudomonas aeruginosa này mà siêu kháng thuốc thì các anh chị sẽ thấy rằng là lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng các cái nhóm thuốc mới để mà điều trị như là ceftazidime, avibactam hoặc là meropenem, varobactam, nhưng mà chúng ta cũng không có. Và trong những cái trường hợp mà cái con Pseudomonas aeruginosa này mà thuộc loại siêu kháng thuốc, nó phối hợp của nhiều cái cơ chế kháng thuốc bao gồm beta-lactam là capivenemas, nhiều khi là bơm đẩy hoặc là khép kênh borin, thì lúc này con này nó siêu kháng thuốc. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên kháng sinh đồ nó sẽ kháng với tất cả các loại kháng sinh, và trong những cái trường hợp như vậy thì gần như là chúng ta không có thuốc để mà điều trị. Thì người ta khuyên rằng là trên kháng sinh đồ nó còn nhạy với cái kháng sinh nào thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh đó. Tôi đề cập tới việc kháng sinh để mà điều trị một con vi khuẩn siêu kháng thuốc khác nữa, đó là con Acinetobacter baumannii. Cái điều trị hiện nay của chúng ta đó là chúng ta có thể sử dụng một cái con antibiotic là colistin, nhưng mà chúng ta sẽ dành colistin cho những cái trường hợp mà có bằng chứng rằng là con AB này nó là capivenemas. Và cái nhóm kháng sinh thứ hai chúng ta có thể sử dụng là một cái sulbactam, có thể là cefoperazone sulbactam hoặc là ampicillin sulbactam, và cái liều sulbactam sẽ phải sử dụng tới 6 gram. Cái liều sulbactam trong cái trường hợp này chúng ta có thể sử dụng từ 4 gram cho tới 8 gram, nhưng mà trung bình là chúng ta phải sử dụng 6 gram. Và một cái thuốc kháng sinh thứ ba là chúng ta có thể sử dụng là tigecycline, nhưng mà trong cái guideline của Mỹ ATS/IDSA năm 2016 người ta không có chấp nhận cái việc sử dụng tigecycline trong để điều trị con AB. Tuy nhiên các cái guideline của châu Âu và châu Á thì vẫn để tigecycline trong cái điều trị của con Acinetobacter baumannii. Một cái cách điều trị để gia tăng cái hiệu quả của nó là chúng ta sẽ phối hợp cái kháng sinh nhóm 1 này cộng với một cái capivenem nhóm 2. Mặc dù trên kháng sinh đồ đương nhiên chúng ta biết rằng là capivenem nhóm 2 trên kháng sinh đồ là nó bị resistant hết, thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phối hợp với capivenem nhóm 2, và đại đa số các cái trường hợp capivenem nhóm 2 có thể imipenem, meropenem hoặc là duripenem, và chúng ta phải gấp đôi liều của các cái capivenem nhóm 2 này với nhau. Đây là một cái phác đồ để điều trị cho những cái vi khuẩn mà đa kháng, thì người ta thấy rằng là trong những cái phác đồ mà có phối hợp với capivenem thì cái hiệu quả và cái tỷ lệ tử vong nó sẽ thấp hơn. Và đây là một cái nghiên cứu thầy Hồng Dân đã công bố với những cái trường hợp mà cái nồng độ đề kháng của cái con Acinetobacter baumannii đối với colistin mà MIC đề kháng nó chỉ đạt là 0,5 microgram trên ml, thì trong cái trường hợp này chúng ta phối hợp colistin cộng với imipenem nó sẽ có cái hiệu quả hợp đồng là cao nhất, cao hơn cả cái kiểu phối hợp là colistin cộng với meropenem hay là colistin cộng với lại sulfeperazone sulbactam. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà chúng ta có một số những cái trường hợp mà chúng ta không có loại được bệnh nhân bị nhiễm MRSA thì lúc đó chúng ta sẽ phối hợp điều trị với vancomycin. Và cái nghiên cứu này cho thấy rằng là khi mà chúng ta phối hợp với imipenem cộng với lại vancomycin so với imipenem cộng với meropenem, thì cái tác dụng độc thận của cái cặp imipenem cộng với vancomycin nó ít hơn 3 lần so với cái cặp mà meropenem cộng với vancomycin. Về cái cửa sổ chọn lọc đột biến của các cái cặp capivenem thì chúng ta thấy trên cái slide này cho thấy rằng là cái cửa sổ chọn lọc đột biến khi mà chúng ta sử dụng imipenem so với meropenem thì nó thấp hơn 2 lần đối với cái chủng Pseudomonas aeruginosa và thấp hơn 4 lần đối với cái chủng Pepsin pneumoniae. Và dĩ nhiên về cái kinh tế y tế điều trị thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta sử dụng capivenem nhóm 2 mà quyết định sử dụng imipenem brand để mà mình điều trị đó, thì cái giá thành tương đối là nó rất là hợp lý, và nó thấp khoảng 250 ngàn một lọ, một ngày 4 lọ, ví dụ như vậy là 1 triệu. Điều trị thời gian điều trị 10 ngày thì là nó tốn khoảng 10 triệu, điều trị 14 ngày thì tốn khoảng 14 triệu, so với những cái cặp capivenem nhóm 2 khác thì rõ ràng là nó kinh tế hơn nhiều. Tôi nói về cái chiến lược sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân COVID thì WHO, trong cái tài liệu của WHO người ta cũng đã nói rằng là
đối với những cái bệnh nhân mà viêm phổi do COVID, thì với những cái bệnh nhân nghi ngờ hoặc là khẳng định COVID-19 nặng thì người ta khuyến cáo chúng ta sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm bao phủ các cái căn nguyên có thể xảy ra dựa vào cái đánh giá lâm sàng các yếu tố nguy cơ mắc vi khuẩn đa kháng và tình hình dịch tễ tại địa phương, và người ta cũng khuyến cáo chúng ta nên sử dụng kháng sinh trong vòng 1 giờ và lý tưởng là sau khi cấy máu. Và sau khi mà trong những cái trường hợp đó mà sau đó chúng ta có cái kết quả cấy kháng sinh đồ của kháng sinh về và chúng ta phát hiện ra kháng sinh và có cái kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ xuống thang và đánh trúng đích. Về cái nguyên tắc điều trị kháng sinh ở bệnh nhân COVID nhiễm COVID-19 thì Bộ Y tế của mình đã chỉ định rất là rõ. Thì thứ nhất là người ta đưa ra rằng là đã có nhiều cái thuốc kháng virus SARS-CoV được thử nghiệm nhưng chưa có hiệu quả rõ ràng, và khi được khuyến cáo thì Bộ Y tế sẽ cho phép sử dụng, và người ta khuyến cáo không sử dụng thuốc kháng sinh thường quy cho các trường hợp viêm đường hô hấp trên đơn thuần. Còn đối với các cái trường hợp mà nhiễm COVID có viêm phổi, cấy máu và cấy đàm tìm vi khuẩn và cân nhắc sử dụng kháng sinh thích hợp theo kinh nghiệm có tác dụng đối với các tác nhân vi khuẩn nấm có thể đồng nhiễm gây ra viêm phổi, và sau đó sau khi có kết quả thì chúng ta sẽ điều chỉnh kháng sinh thích hợp theo kháng sinh đồ khi có kết quả phân lập vi khuẩn. Nói như vậy có nghĩa rằng là đối với những trường hợp mà viêm phổi do nhiễm COVID-19 thì ngay từ đầu thì đặc biệt là cho những cái trường hợp nặng hoặc là nguy kịch thì chúng ta sẽ cần phải cho làm cấy bệnh phẩm của đường hô hấp, nhưng mà trước đó thì chúng ta có thể điều trị theo kinh nghiệm về cái kháng sinh điều trị cho những bệnh nhân này. Và người ta cũng khuyến cáo rằng là trong những cái trường hợp mà nhiễm SARS-CoV-2, nhiễm COVID-19 mà có tình trạng nhiễm trùng huyết hoặc là sốc nhiễm trùng thì cần cho cái kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm sớm để bao phủ, là sau đó chúng ta làm cấy máu và tùy theo cái kết quả kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ điều chỉnh kháng sinh một cách thích hợp. Còn các cái nhiễm trùng thứ phát thì chúng ta phải căn nguyên tùy theo căn nguyên đặc điểm dịch tễ kháng kháng sinh để lựa chọn kháng sinh một cách phù hợp. Thì như vậy thì dựa trên những cái chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chiến lược về sử dụng kháng sinh của chúng ta cho những cái bệnh nhân mà bị nhiễm COVID-19 sẽ nên như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng là những cái trường hợp mà nhiễm COVID-19 thì cái tác nhân gây bệnh của nó là do virus thì chúng ta không có sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà nó đồng nhiễm, bội nhiễm do vi khuẩn hay là những cái tác nhân khác thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh. Cái việc mà làm sao chúng ta có thể nghi ngờ rằng là ngay từ đầu bệnh nhân có thể đồng nhiễm hay bội nhiễm thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dựa trên cái diễn biến lâm sàng của bệnh nhân và dựa lên các cái xét nghiệm của bệnh nhân để mà chúng ta dự đoán rằng là bệnh nhân có đồng nhiễm, bội nhiễm với các cái vi khuẩn khác hay không, để chúng ta quyết định có cho sử dụng kháng sinh chặn theo kinh nghiệm hay không. Ví dụ như chúng ta đã biết rằng là những cái tổn thương trên phim bị viêm phổi do COVID đó, thì thường những đặc điểm của tổn thương của nó là tổn thương nốt lưới, tổn thương mặt kính mờ, tổn thương đông đặc, cái vị trí của nó thường ở hai bên, ở thùy dưới, ở mặt lưng, ví dụ như vậy. Thành ra là nếu đúng là như vậy thì là chúng ta sẽ nghĩ rằng là cái tổn thương đó là có tổn thương viêm phổi của COVID. Còn nếu cái tổn thương mà nó không tuân theo cái quy luật này thì có khi là chúng ta sẽ nghĩ rằng là có một cái tình trạng đồng nhiễm hay là bội nhiễm của virus. Cái thứ hai là chúng ta sẽ thấy rằng là nếu trong trường hợp mà viêm phổi do cái COVID-19 thì thường thường điển hình thì cái công thức máu bạch cầu nó không tăng, CRP thường nó không tăng, còn nếu không thì nó cũng tăng nhẹ thôi. Do đó nếu mà chúng ta thấy rằng là vì một lý do gì đó mà công thức máu bạch cầu của bệnh nhân tăng cao, CRP tăng cao thì chúng ta có thể nghĩ rằng là bệnh nhân có thể đồng nhiễm, bội nhiễm với một cái vi khuẩn sinh mủ khác, thì lúc đó chúng ta có thể quyết định sẽ cho cái kháng sinh một cách sớm và thích hợp. Tuy nhiên, việc điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm ở những bệnh nhân bị viêm phổi ở COVID-19 thì chúng ta có thể sẽ quyết định dựa trên những cái gợi ý sau đây. Đối với những trường hợp bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc là mức độ nhẹ thì chúng ta không dùng kháng sinh. Đối với những bệnh nhân ở mức độ vừa, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là cần phải sử dụng kháng sinh thì cái mức độ kháng sinh của chúng ta chỉ nên sử dụng ở những cái kháng sinh mà hướng về những vi khuẩn mà không kháng thuốc. Ví dụ như có thể cho các cái cephalosporin thế hệ thứ ba, thứ tư
hoặc là các cái beta lactam ví dụ như amoxiclav, hoặc là nếu mà sử dụng carbapenem thì chỉ nên sử dụng ở mức là carbapenem mà đời đầu là carbapenem thôi. Tùy tình hình chúng ta có thể phối hợp với macrolide, hoặc là chúng ta có thể sử dụng đơn trị những cái quinolon hô hấp như là levofloxacin hoặc là mofloxacin. Ở những cái trường hợp mà bệnh nhân nhiễm COVID viêm phổi ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch, có biểu hiện của tình trạng phổi trắng ARDS thì mà chúng ta muốn sử dụng kháng sinh, thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng những cái kháng sinh hướng về những vi khuẩn kháng thuốc. Và như vậy thì cái công thức điều trị của chúng ta nên sử dụng là một cái cặp carbapenem 2 hoặc là một cái beta lactam inhibitor như là piperacillin tazobactam. Chúng ta sẽ phải phối hợp với một cái quinolon như là levofloxacin hoặc là ciprofloxacin, và tùy trường hợp mà chúng ta có suy nghĩ rằng là cái vi khuẩn đó có khả năng nó là vi khuẩn siêu kháng hay không thì chúng ta sẽ phối hợp với colistin hoặc là amikacin. Trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là có nhiễm tụ cầu mà tụ cầu kháng thuốc thì lúc này chúng ta có thể phối hợp thêm với vancomycin hoặc là tecoflanin hoặc là lidocaine. Và trong một số những trường hợp chúng ta nghi ngờ là nhiễm nấm xâm lấn candida thì đương nhiên chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc như là caspofungin, fluconazole, amphotericin B, liposomal. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ là nhiễm cái pneumocystis jirovecii thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái trimethoprim sulfamethoxazole để mà điều trị. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng nhiễm trùng huyết thì cái công thức điều trị của chúng ta cũng sẽ giống như là cái công thức điều trị sử dụng kháng sinh, giống như trong những cái trường hợp ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch. Nhưng mà tôi cũng nhấn mạnh với các bạn rằng là chúng ta sẽ dự đoán dựa vào cái kiểu cách tổn thương trên viêm phổi cũng như là cái công thức máu và CRP của bệnh nhân để mà chúng ta sẽ quyết định cái việc sử dụng kháng sinh và kháng sinh tới mức độ nào, kết hợp với cái mức độ nặng của một cái bệnh nhân bị nhiễm viêm phổi và mức độ nặng như thế nào ở bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 thì chúng ta mới quyết định ra những cái chiến lược sử dụng kháng sinh như thế nào. Đây là liều kháng sinh của một số những cái nhóm kháng sinh mà chúng ta có thể sử dụng tùy theo cái mức độ dự đoán và mức độ nặng của bệnh nhân, và chúng ta có thể sử dụng các cái liều giống như là trên cái slide. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái để sử dụng kháng sinh mà điều trị cho các cái vi khuẩn đa kháng, đặc biệt là những cái vi khuẩn mà đa kháng do viêm phổi bệnh viện, do viêm phổi thở máy, thì chúng ta thấy sự xuất hiện của những vi khuẩn siêu kháng, đa kháng bao gồm MRSA, các cái Enterobacteriaceae như là Klebsiella pneumoniae, E. coli, kháng thuốc hoặc là siêu kháng thuốc, đặc biệt là những vi khuẩn siêu kháng thuốc như là Acetobacter pneumoniae hoặc là Pseudomonas aeruginosa. Và để biết được cái chuyện này, nó cũng giống như là trong cái bài về viêm phổi cộng đồng mà tiến sĩ Hương đã nói đó, thì chúng ta phải biết được, hiểu biết được cái tình hình nhạy cảm về kháng thuốc của các cái vi khuẩn, các cái đặc điểm của những vi khuẩn tần suất các thuốc này, và chúng ta phải lưu ý tới những cái kháng sinh mà có sẵn để chúng ta có thể khởi đầu điều trị kinh nghiệm một cách thích hợp cho những bệnh nhân này. Và chúng ta cần phải cân nhắc sử dụng kháng sinh một cách đúng đủ. Về vấn đề sử dụng kháng sinh ở những bệnh nhân COVID-19 theo kinh nghiệm thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái diễn biến và đặc điểm của cái viêm phổi ở những bệnh nhân COVID-19 cũng như mức độ nặng của nó để chúng ta sẽ quyết định sử dụng kháng sinh một cách thích hợp, và chúng ta sẽ xuống thang kháng sinh khi có kết quả của cái kháng sinh đột. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn. Em xin cảm ơn thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Tiến Dũng với phần chia sẻ thực tế và nhiều nội dung cập nhật vừa rồi. Hiện tại ban tổ chức cũng đã nhận được một số câu hỏi của quý bác sĩ dược sĩ. Em xin kính mời Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Thu Hương và thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Tiến Dũng giải đáp thắc mắc của các bác sĩ dược sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn câu thảo luận của quý đồng nghiệp. Câu hỏi quý đồng nghiệp thì tôi có một câu hỏi số 1 là cho hỏi về dấu hiệu cho thấy nhiễm vi khuẩn gram âm nhưng không có nguy cơ nhiễm Pseudomonas. Làm sao biết có nguy cơ nhiễm Pseudomonas hay không? Một câu hỏi rất là hay và cũng đồng thời cũng cũng khá khó. Thì chúng ta biết là cái nhiễm vi khuẩn gram âm thì trên một số cái tác nhân đặc biệt đó, một số cái đối tượng đặc biệt chúng ta cũng có thể nghi ngờ bệnh nhân đó nhiễm vi khuẩn gram âm. Như cái phần trình bày hồi nãy tôi cũng có nói là trực khuẩn gram âm đường ruột có thể gặp ở những bệnh nhân mà viêm phổi đó, cộng đồng, nhưng mà ở cái mức độ bệnh nhân đã có những cái bệnh đồng mắc kèm theo, ví dụ như là bệnh nhân có nghiện rượu, bệnh nhân có tiểu đường, thì chúng ta cũng đừng có quên là bệnh nhân có thể nhiễm thêm trực khuẩn gram âm đường ruột. Như một một câu hỏi nữa là nhưng mà không có nguy cơ nhiễm Pseudomonas, thì nghiêm nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì chúng ta cũng thấy ví dụ như một số bệnh nhân là có những cái bệnh là sử dụng kháng sinh rất là tái đi tái lại, và trong cái ADS-ADSA 2019 người ta cũng xác định luôn nguy cơ nhiễm MRSA hay là Pseudomonas là những bệnh nhân có mới nhập viện và có sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày vừa qua, kháng sinh đường tĩnh mạch đó, là nguy cơ chúng ta cũng phải để ý có nhiễm Pseudomonas hay MRSA hay không. Và đặc biệt trên những bệnh nhân có những bệnh phổi cấu trúc đó, ví dụ bệnh nhân có giãn phế quản nè, bệnh nhân có đợt cấp COPD mà cứ nhập viện nhi nhập viện lại rất là nhiều lần, thì cái nguy cơ khả năng bệnh nhân cũng có thể nhiễm Pseudomonas. Đó là cái phân biệt nó đương nhiên là có những bệnh nhân chúng ta cũng sẽ không phân biệt được, và ngay từ đầu thì chúng ta chọn lựa kháng sinh, thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy là nguy cơ nhiễm Pseudomonas nhiều hơn thì chúng ta phải sử dụng cái carbapenem cao hơn như là phần trình bày của tiến sĩ Dũng nói đó. Còn nếu mà chúng ta xác định nó chỉ là từ trực khuẩn gram âm đường ruột, bệnh nhân có nghiện rượu, bệnh nhân có tiểu đường, thì chúng ta có thể sử dụng ectopenem cũng có thể được. Bởi vì ectopenem so với những nhóm carbapenem khác đó, thì nó có một cái ưu điểm là nó cái thời gian bán hủy của nó dài, cho nên chúng ta có thể sử dụng một lần một ngày. Khác với những carbapenem khác, chúng ta có thể sử dụng 3 tới 4 lần một ngày. Cái đó cũng là có một cái lợi điểm. Và nếu chúng ta biết là hiện nay thì cái giá thành điều trị cũng là một cái chúng ta quan tâm á. Ví dụ chúng ta sạc carbapenem một lần một ngày có hiệu quả thì chúng ta sẽ sử dụng, và nó có đỡ gánh nặng cho bệnh nhân cũng như là đỡ cái công sức cho nhân viên y tế. Nhưng mà làm sao phân biệt được hai tác nhân đó là những cái gợi ý tôi có trình bày cho quý đồng nghiệp. Nhưng mà đương nhiên trên thực tế thì chúng ta phải còn có những cái yếu tố khác trên chính người bệnh đó để chúng ta xác định nguy cơ, hoặc bệnh nhân trước đây bệnh nhân có cấy ra Pseudomonas rồi thì chúng ta cũng sẽ phải nghĩ tới Pseudomonas nhiều hơn. À, xin cảm ơn. À, vâng, tôi góp ý thêm bộ làm rõ cái ý của tiến sĩ Hương giải thích như vậy là đúng rồi, nhưng mà với những cái bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng đó, mà khi mà chúng ta nói là có nguy cơ nhiễm Pseudomonas là ý người ta muốn nói đến là nguy cơ nhiễm những vi khuẩn kháng thuốc đó, bao gồm cả vi khuẩn gram âm, Pseudomonas và những vi khuẩn kháng thuốc khác. À, trong cái nghiên cứu của Ancroft thì cho thấy rằng là cái tác nhân mà gây bệnh ở cộng đồng mà kháng thuốc đó, thì ngoài những cái vi khuẩn gram âm Klebsiella là nó nhiều, Pseudomonas là nó cũng có, mà thậm chí Acinetobacter cộng đồng nó cũng có luôn. À, và như vậy thì làm sao để mà chúng ta sẽ dự đoán rằng là có khả năng mà bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn đa kháng và nhiễm vi khuẩn đặc biệt là nhiễm cái con Pseudomonas chính đính danh của nó, thì những cái gợi ý cho chúng ta là đối với bệnh nhân viêm phổi cộng đồng có khả năng nhiễm là như thế này. Cái thứ nhất là bệnh nhân có tình trạng nhập viện trong cái thời gian ngắn vừa qua. Cái thứ hai là bệnh nhân có sử dụng thuốc kháng sinh bằng đường tiêm tĩnh mạch trong cái thời gian vừa qua. Cái thứ ba đó là bệnh nhân có bị nhiễm Pseudomonas trong cái lần nhập viện để điều trị viêm phổi vì cái lần nhập viện gần đây trước đó. Cái thứ tư để mà chúng ta gợi ý nhiều đó là những bệnh nhân có những cái bệnh nền, những cái bệnh cấu trúc gợi ý nhiều có khả năng là nhiễm Pseudomonas. Ví dụ như bệnh nhân bị giãn phế quản, bệnh nhân bị cái bệnh cystic fibrosis là cái bệnh xơ nang, hoặc là những cái bệnh nhân mà
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà đợt cấp thường xuyên đi vô bệnh viện, thì đó là những cái tác nhân, những cái bệnh nhân mà giúp cho chúng ta dự đoán nó có khả năng nó nhiễm những cái con vi khuẩn đa kháng, siêu kháng, đặc biệt là Pseudomonas aeruginosa. Cái câu thứ hai có một bạn hỏi là hiện nay theo cái tháp phân tầng ở bệnh nhân COVID-19 á, thì bệnh nhân bắt đầu phải dùng máy thở và kháng sinh cặp carbapenem ở tầng nào? Nói về phân tầng đó thì chúng ta có 5 tầng. Nhưng mà nói về phân độ nặng á, thì hồi nãy tôi cũng nói rằng là chúng ta đều biết rằng là có 5 cái độ nặng ha. Và chúng ta biết rằng là cái độ nặng mà ở mức độ là nhiễm COVID viêm phổi ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch thì nó sẽ rơi vào ở tầng 4 và tầng 5. Như vậy thì nó sẽ sử khi mà có chỉ định đến máy thở và thì nó rơi vào cái tầng 4, tầng 5. Trong những cái trường hợp này thì như tôi nói đó, đại đa số các cái trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh. Và trong cái trường hợp những cái trường hợp như thế này, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem lại coi cái tổn thương, cái kiểu tổn thương trên phim phổi như thế nào, các cái mặt cơ diêm và bạch cầu nó như thế nào để chúng ta dự đoán. Là bởi vì chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn mà khi mà COVID-19 mà viêm phổi nặng đó, thì các cái thống kê cho thấy chỉ từ giai đoạn nặng hoặc là nguy kịch thì cái tỷ lệ mà nó đồng nhiễm, bội nhiễm với những vi khuẩn mà nặng đó nó chỉ có trong khoảng từ 5 cho tới 27% các trường hợp thôi, chứ không phải trường hợp nào nó cũng có. Và nếu nó không có vấn đề vi khuẩn thì chúng ta đâu có sử dụng kháng sinh làm gì. Do đó chúng ta sẽ phải cân nhắc hết tất cả những cái chuyện này để quyết định là có khả năng là bệnh nhân bị đồng nhiễm, bội nhiễm với một vi khuẩn hay không. Nhưng mà thường thường thì đến một cái COVID viêm phổi ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch thì thường thường là chúng ta cho phép chúng ta khởi động một cái kháng sinh. Và trong cái trường hợp như tôi đã hướng dẫn đó, thì trong cái trường hợp này thì thường thường chúng ta sẽ sử dụng một cái kháng sinh là carbapenem nhóm 2 hoặc là một cái piperacillin-tazobactam. Chúng ta sẽ phối hợp với một cái quinolone. Quinolone ở đây là Cipro hoặc là Levo liều cao. Và tùy trường hợp mà chúng ta dự đoán rằng là nó có khả năng là vi khuẩn siêu kháng thuốc hay không thì chúng ta sẽ phối hợp thêm với colistin hoặc là amikacin. Tùy vào trường hợp là chúng ta dự đoán rằng là nó có khả năng là MRSA hay không thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc để điều trị về MRSA. Câu 3, cô tiến sĩ Hương giải thích. Dạ, xin trả lời câu 3 là xin tiến sĩ giải thích cụ thể hơn về yếu tố nguy cơ đánh giá viêm phổi cộng đồng nhóm 1B. Tỷ lệ bệnh nhân nhóm 1B gặp bệnh viện gia đình thì như thế nào? Thì một câu hỏi cũng rất là hay và cũng rất là thực tế lâm sàng. Thì khi bệnh viện cũng như là sở y tế xây dựng cái phác đồ điều trị kháng sinh tại sử dụng hướng dẫn sử dụng kháng sinh thì thời gian ban đầu thì phân làm 3 nhóm. Nhóm 1 là viêm phổi mắc là những cái nhiễm khuẩn tại cộng đồng, nhóm 2 là nhiễm khuẩn liên quan chăm sóc y tế và nhóm 3 là nhiễm khuẩn ở tại bệnh viện. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái khái niệm về nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế thì đã được ATS bỏ rồi, ATS, ADSA bỏ rồi, ra khỏi cái khái niệm mà chia làm 3 nhóm như vậy. Cho nên cái phác đồ của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi theo. Và chúng ta sẽ phân nhóm 1A là cộng đồng, 1B là cộng đồng. Nhưng mà chúng ta biết là cộng đồng cũng không phải cộng đồng nào cũng giống cộng đồng nào. Và nhóm 2 là bệnh viện. Đó, chúng ta thay đổi cái phác đồ của Sở Y tế một chút. Và chúng ta biết là cái nhóm 1, mặc dù 1A là cộng đồng, 1B là cũng là cộng đồng, nhưng mà nó sẽ có những cái yếu tố nguy cơ mà khiến cho bệnh nhân có cái khả năng mà kháng thuốc hoặc là có những cái nhiễm trực khuẩn gram âm đường ruột nhiều hơn. Ví dụ như là bệnh nhân đã điều trị tại những cái nơi chăm sóc, ví dụ như viện dưỡng lão chẳng hạn, có sử dụng kháng sinh gần đây nhưng mà không phải là những kháng sinh đường tiêm truyền, hoặc là bệnh nhân có những bệnh động mạch, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như nghiện rượu, hoặc là trên những bệnh nhân lớn tuổi và có mua thuốc kháng sinh ở nhà sử dụng trước đó thì cũng có thể xếp vào cái nhóm của 1B này. Để chúng ta, mục đích là chúng ta sẽ phải lưu ý tới cái khả năng bệnh nhân này ngoài cái viêm phổi như là phế cầu hemophilus thì chúng ta phải lưu ý tới những cái tác nhân khác, ví dụ như trực khuẩn gram âm đường ruột chẳng hạn, chúng ta phải lưu ý. Còn nhóm
Thứ hai là nhóm bệnh viện thì chúng ta cũng biết rồi. Nhóm bệnh viện thì chúng ta phải lưu ý tới pseudonap với những tác nhân khác, thì nó có, cũng có một cái số gợi ý. Ví dụ bệnh nhân này đã nhập viện mới gần đây và sử dụng kháng sinh đường kính mạch trong vòng 90 ngày, đó là chúng ta cũng phải lưu ý tới những cái tác nhân đó. Thì quý đồng nghiệp sẽ hỏi cái nhóm 1B thì tôi xin giải thích rõ như vậy. Và chúng ta thấy là cái con số thực sự là bao nhiêu thì tôi cũng chưa có số liệu. Tuy nhiên chúng ta thấy cái những cái nhóm 1B trong thực hành lâm sàng cũng không phải là ít. Đã xin cảm ơn. Vâng, cái câu tiếp theo là một cái câu nó khác. Bạn đặt tình bác sĩ đặt tình huống là đây là một bệnh nhân 59 tuổi vào viện X-quang động mạch nửa trên phổi trái, được chẩn đoán là lao phổi AP âm và điều trị thuốc kháng lao là 2 tuần, chuyển viện vì viêm gan cấp do thuốc kháng lao. Sau đó bệnh nhân được cấy đàm ra Enterobacter aeruginase và chỉ nhạy với amikacin MIC là 8, còn các cái meropenem và imipenem MIC là 8, tức là nó cũng 8 và 4. 8 và 4, bạn đang nói như vậy là meropenem là 8 và imipenem là 4. Và cái độ lọc cầu thận là 93, tức là nó cũng bình thường. Các cái kháng sinh khác thì MIC trên 16 microgram trên ml. Sau đó bệnh nhân nội soi phế quản thì không thấy được vi khuẩn PCR lao âm tính, xin các thầy cô hướng dẫn. Thì bây giờ như thế này, bạn đưa tóm tắt quá, tôi cũng không 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 mường tượng được cái chuyện gì. Kể cả cái chuyện chúng ta phải coi cái đặc điểm của X-quang của nó như thế nào thì chúng ta mới dự đoán được. Nhưng mà với một cái tổn thương X-quang đông đặc nửa trên phổi trái thì và phải dựa vào cái bệnh cảnh lâm sàng để mình dự đoán rằng là nó có phải là lao hay là nó là cái viêm phổi. Viêm phổi đông đặc là cái chuyện nó khác. Tuy nhiên với cái diễn biến mà mình đã xử trí như vậy rồi đó thì chúng ta thấy rằng là nó không đáp ứng với thuốc kháng lao, nó bị viêm gan do thuốc viêm gan cấp do thuốc kháng lao. Ngoài ra cái vấn đề bạn nói là cấy đàm ra Enterobacter aeruginase, nhưng mà cấy đàm này là cấy đàm định lượng hay cấy đàm định tính? Nếu cấy đàm định tính thì nó đâu có giá trị gì. Thành ra là cái này phải là một cái cấy đàm định lượng. Rồi nếu đúng là cái con này thì rõ ràng con này là con vi khuẩn kháng thuốc. Rồi sau đó mình nội soi phế quản thì lại không thấy được cái con vi khuẩn gì hết, mà PCR lao thì nó cũng âm tính. Như vậy thì bây giờ cái trường hợp này thì mình cần làm gì? Tôi khuyên các bạn là trường hợp này các bạn phải lấy chuẩn cái mẫu đàm, chuẩn mẫu đàm, còn nếu không thì phải soi phế quản chuẩn và đi vào cái tổn thương để lấy cái bệnh phẩm, và sau đó thì chúng ta sẽ làm vi sinh về lao và vi sinh về vi khuẩn, làm chuẩn. Và nếu làm vi sinh về về vi khuẩn đó, thì phải là cấy định lượng, chứ đừng có cấy định tính thì mình cũng không thể khẳng định được cái gì. Còn nếu không, nếu có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ lấy cái bệnh phẩm của đường hô hấp mà phải lấy cho nó đúng, và chúng ta sẽ làm cái real time PCR để mà chẩn đoán. Thì sau khi mà có cái đó, cái chuyện đó rồi thì lúc đó mình mới tính toán được là mình phải điều trị cái gì, chứ còn với cái tình hình như thế này thì mà không có thể nói được cái gì hết. Cô Hương trả lời tiếp đi nha, câu 5 đi. Dạ, cảm ơn quý đồng nghiệp có một câu hỏi là xin bác sĩ cho biết kinh nghiệm về thực hiện xét nghiệm PCR để loại trừ MRSA có rào cản nào hay không, chi phí hay là bảo hiểm. Vì xét nghiệm này vẫn chưa được ứng dụng nhiều trong thực hành lâm sàng, đối với viêm phổi bệnh viện thì có thể ứng dụng xét nghiệm này hay không? Câu hỏi của quý đồng nghiệp cũng rất là hay. Thì chúng ta biết là PCR xét nghiệm đó không phải là cái labo nào cũng có thể làm được. Cái đó là cái điều mà và sau khi cái và khi cái dịch COVID này về thì bắt đầu một loạt những cái labo xét nghiệm ở toàn Việt Nam thì bắt đầu tăng cường cái khả năng có thể làm được PCR, và một số bệnh viện, thực ra cũng không phải tất cả mọi bệnh viện đều có thể triển khai được các nghiệm PCR, mặc dù cái đợt dịch COVID này là mình đã tăng cường cái năng lực xét nghiệm PCR rất là nhiều, tại vì nó ứng dụng trong rất là nhiều lĩnh vực. Và chúng ta thấy là chỉ một số bệnh viện là có khả năng làm cái PCR thôi. Cho nên nói về cái ứng dụng rộng rãi trên thực hành lâm sàng thì tùy điều kiện của cơ sở chúng ta có thể áp dụng được hay không. Và PCR nó sẽ có một cái, đương nhiên là xét nghiệm nào nó cũng phải có ưu và nhược điểm. Cấy có thể không ra, nhưng mà PCR có thể ra.
cái có thể phải chờ thời gian, nhưng mà PCR chúng ta có thời gian rất là nhanh. Một số cái xét nghiệm mà nó cao cấp thì nó có thể trả lời kết quả rất là nhanh, nhưng mà nếu chúng ta làm PCR thì nó cũng sẽ không có một cái ưu điểm là nó không làm được kháng sinh đồ. Có nghĩa là về cơ bản tôi nghĩ là vẫn phải dựa trên cái thực hành lâm sàng, cái lâm sàng của chúng ta để quyết định kháng sinh đầu tiên. Còn PCR là tùy vào cơ sở của chúng ta có làm được hay không. Và đương nhiên là cái này cũng chưa được đưa vào bảo hiểm y tế. Còn chi phí, về chi phí thì cái PCR thực ra nó cũng không có đắt, nhưng mà nó phải phụ thuộc vào phòng xét nghiệm có khả năng làm được cái xét nghiệm đó hay không. Thì câu hỏi, cái câu trả lời tương tự đối với viêm phổi bệnh viện cũng như vậy. Thì cái một cái mà chúng ta có thể làm được ngay đó là chúng ta có thể làm cái soi trực tiếp đó, để chúng ta có thể thấy nhuộm soi đó, để chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh nó có phải là ram âm không hay là ram dương hay không, dạng chùm đó, để chúng ta nghĩ tới là nó có khả năng nhiễm tụ cầu hay không. Đó là một cái mà sở y tế cũng gợi ý cho chúng ta cái trong cái phác đồ của sở. Cái đó là một cái mà chúng ta cũng có thể làm được ngay và nó cũng không quá tốn kém. Và thực ra khi chúng ta làm cả hai, vừa soi vừa cấy, nhưng mà ít khi nào bác sĩ lâm sàng của chúng ta lại sử dụng kết quả soi, thì cái đó cũng là một cái lãng phí. Và xin cảm ơn. À, có một câu hỏi của bác sĩ đó là chúng ta lựa chọn giữa vancomycin hay là levothyroxine, và như vậy thì nếu phối hợp với vancomycin thì nên chọn với imipenem để tránh độc thận phải không? À, thì chúng ta cũng biết rằng là để điều trị con tụ cầu mà kháng methicillin MSA thì chúng ta có thể sử dụng hai cái nhóm thuốc, một cái nhóm đó là nhóm glycopeptide, thì trong đó chúng ta có vancomycin và teicoplanin, hoặc là chúng ta sử dụng cái nhóm linezolid để mà điều trị. Tất cả về hiệu quả của hai các cái thuốc này thì nói chung là nó tốt cho các cái trường hợp mà viêm phổi do MRSA. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái vancomycin đó thì chúng ta thấy rằng là cái tác dụng phụ tổn thương của thận của nó thì tương đối là nó khá cao. Do đó hai cái tác dụng phụ mà nó thường xảy ra khi mà chúng ta sử dụng vancomycin đó là, một là tổn thương thận, hai là cái phản ứng dị ứng là cái hội chứng Redman, đỏ da toàn thân của vancomycin đó là tương đối là nó phổ biến. Và như vậy thì trong những cái trường hợp mà để điều trị, có chỉ định để điều trị MRSA mà bệnh nhân có tình trạng tổn thương thận hoặc là trên nền của bệnh nhân bị bệnh thận mạn, thì thường thường là chúng ta sẽ không lựa chọn vancomycin để mà điều trị. Thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển qua linezolid. Linezolid thì cái tác dụng độc thận thì nó rất là thấp, rất là ít. Tuy nhiên nó có một cái dở, đó là nó có thể nó tác động lên cái sinh tủy và nó làm giảm tiểu cầu máu, và từ đó nó gây ra biến chứng của tình trạng giảm tiểu cầu máu này. Do đó khi mà chuyển qua sử dụng linezolid thì chúng ta sẽ phải coi rằng là bệnh nhân có những cái tình trạng gì hoặc là những cái bệnh lý huyết học nào mà cái tiểu cầu của bệnh nhân nó có giảm hay không. Nếu mà nó không giảm thì lúc đó chúng ta sử dụng linezolid là an toàn. Tuy nhiên cái bằng chứng hiện nay của linezolid để điều trị hiệu quả trên cái bệnh nhân mà nhiễm RSA là nó chỉ có bằng chứng cao nhất là để điều trị viêm phổi do MRSA. Cái thứ hai nó mở rộng là để điều trị cho các cái nhiễm trùng xương khớp do cái MRSA. Còn những cái nhiễm trùng khác do MRSA thì chúng ta có thể sử dụng nhưng mà chứng cứ thì nó không nhiều. Đó là cái chỉ định của nó. Như là và trong một cái slide mà tôi đã chia sẻ đó thì rõ ràng trong cái slide đó nó có một cái chứng cứ rằng là khi mà chúng ta sử dụng vancomycin mà phải phối hợp với một cái cặp bemagnum nhóm 2 để bao phủ luôn cả cái vi khuẩn gram âm kháng thuốc đó, thì cái cặp vancomycin cộng với imipenem so với cái cặp vancomycin cộng với meropenem thì cái cặp imipenem cộng vancomycin cái tác động độc thận của nó sẽ giảm 3 lần so với cái cặp kia. Cái câu tiếp theo tôi sẽ trả lời luôn, xong rồi tiến sĩ Hương sẽ bổ sung ha. Về cái vấn đề xin chia sẻ thêm về thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 remdesivir. Remdesivir thì chúng ta biết hiện nay là mới đây là mình nhận 10.000 lọ của bên Ấn Độ viện trợ về rồi phân bố cho các cái trung tâm COVID.
điều trị về vấn đề cái remdesivir đó, để điều trị cái COVID-19 đó, thì như thế này. Ngày tôi nhớ không lầm thì hình như là ngày 21 tháng 2 năm 2020, người ta có làm một cái thử nghiệm đối chứng trên một cái số lượng bệnh nhân rất là lớn, là 1.063 bệnh nhân được tiến hành tại Mỹ và các quốc gia khác, để dùng cái remdesivir để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19, bao gồm các cái bệnh nhân ở nhiễm ở mức độ vừa, nặng và nguy kịch. Và cái nghiên cứu đó nó được tiến hành mấy tháng, rồi sau đó nó kết thúc, rồi đến và người ta cũng thấy những cái hiệu quả của remdesivir trong cái điều trị của những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2020, FDA Mỹ công nhận đưa vào cái remdesivir để điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở ở Mỹ. Và chúng ta cũng biết rằng là cái kỳ mà ông gì Donald Trump ổng bị nhiễm COVID-19 thì bác sĩ của ông cũng cho ông sử dụng cái remdesivir này đó. Cho tới hiện nay thì với các cái khuyến cáo guideline của IDSA của Mỹ và các cái khuyến cáo của châu Âu, thì remdesivir được sử dụng cho những bệnh nhân bị nhiễm COVID mà ở mức độ nặng và nguy kịch. Nặng và nguy kịch. Thời gian điều trị sẽ là 10 ngày. Latindo liều đầu tiên là 200 mg 2 lọ, sau đó mỗi ngày 1 lọ và thời gian là 10 ngày. Tuy nhiên, nếu mà với để điều trị cho những cái bệnh nhân mà có biểu hiện của tình trạng suy hô hấp không nặng thì người ta khuyến cáo chỉ nên điều trị remdesivir là trong thời gian ngắn ngày thôi, 5 ngày. Khuyến cáo của nhà điều trị trong cái lô thuốc của điều trị remdesivir cho bệnh nhân nhiễm COVID của trong cái lô thuốc của Ấn Độ mà viện trợ về cho mình trong cái thông tin điều trị, thì người ta chỉ định khuyến cáo trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm viêm phổi do COVID-19 ở mức độ là bệnh nhân có suy hô hấp mà SpOC dưới 94% ở khí phòng, hoặc là có hỗ trợ oxy. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân có thông khí xâm lấn, tức là thở máy xâm lấn. Thứ ba là ECMO. Đó là cái thông tin về chỉ định điều trị của cái nhà sản xuất mà thuốc của chúng ta đang có. Tuy nhiên, trong cái cuộc họp của thứ sáu vừa rồi của Bộ Y tế của mình để chỉ định cho cái thuốc remdesivir này đó, thì ý kiến của các chuyên gia và sau đó kết luận của bác gì đó Bộ trưởng Y tế của mình đó là chỉ định remdesivir mà nên sớm cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Có nghĩa rằng là chúng ta có thể khởi động sử dụng remdesivir cho những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID ở mức độ trung bình. Và mức độ trung bình có nghĩa rằng là bệnh nhân có tổn thương viêm phổi trên cái phim X-quang phổi nhưng mà chưa có biểu hiện suy hô hấp và SpOC là trên 94% ở thở khí phòng. Như vậy là chúng ta sẽ mở rộng cái chỉ định của remdesivir trong cái tình hình của Việt Nam hiện nay. Như thế thì tôi cũng xin chia sẻ đó là ngày mai lúc 8:30 sẽ có một cái cuộc họp với Bộ Y tế để ngày mai sáng mai để nói rõ về cái chỉ định của rem, trong đó có nhiều chuyện, trong đó có sử dụng để vấn đề thay đổi phác đồ của chúng ta trong nhiều chuyện, trong đó có cái sử dụng chỉ định của sử dụng của remdesivir. Cô Hương có chia sẻ gì thêm không ạ? Dạ không, phần trình bày của tiến sĩ Dũng khá là đầy đủ rồi. Tôi có nhắc lại một chút xíu về cái ADSA 20 mà cập nhật 25 tháng 6 2021 á, về chỉ định trên nhóm bệnh nhân sử dụng remdesivir nhập viện, nhưng mà nếu mà không có nhu cầu cần thở oxy hoặc là oxy độ bão hòa oxy còn trên 94% khí phòng thì ADSA thì người ta cũng không có cho chỉ định, có nghĩa là against lại cái sử dụng thường quy cái remdesivir. Còn Bộ Y tế của mình có những cái thông tin mới thì tiến sĩ Dũng đã nói rồi. Xin cảm ơn.
Đúng là như vậy, nhưng mà tôi cũng sẽ làm rõ là ngoài cái ý theo cái khuyến cáo IDSA đó, thì trong cái trường hợp mà bệnh nhân đã đáp ứng đầy đủ với cái điều trị chuẩn, tức là điều trị corticoid là đề xa, đã đáp ứng đầy đủ rồi thì không nhất thiết chúng ta phải sử dụng thêm cái remdesivir trên nhóm những bệnh nhân đó. Cái câu tiếp theo là bạn hỏi rằng là xin cho biết là trong điều trị Acinetobacter pulmonae thì có nên lựa chọn fluconazole liều cao hay không vì colistin hay không, đặc biệt là với bệnh nhân suy giảm chức năng thận, tổn thương thận cấp. Như thế này các bạn, fosfomycin thì để điều trị trong trường hợp những vi khuẩn siêu kháng, đặc biệt là để điều trị Acinetobacter pulmonae. Cho tới hiện nay đó thì cái vai trò của fosfomycin thì nó đang rất là phập phèo. Chúng ta biết rằng là cách đây khoảng 2 thập niên thì fosfomycin là từ bên Nhật Bản là người ta chế ra cái thuốc kháng sinh này, rồi sau đó xài thì cũng không hiệu quả mà tổn thương thận nhiều quá, rồi người ta cũng không xài nữa và người ta cũng không phát triển thêm về cái kháng sinh này nữa. Về sau này thì chúng ta xuất hiện những cái vi khuẩn kháng thuốc quá quá nhiều, thì lúc này người ta sẽ đặt ra cái vai trò của cái việc sử dụng phosphomycin để điều trị cho những cái vi khuẩn kháng thuốc này. Tuy nhiên trong cái hội nghị tôi nhớ 20 là không được đi rồi hả Hương hả, 19 19 hội nghị của hội nhiễm trùng châu Âu năm 2019 mà chúng tôi có tham dự đó, thì người ta cũng nói đến cái phân tích về cái thuốc kháng sinh fosfomycin này để điều trị các cái vi khuẩn gram âm và đặc biệt các vi khuẩn đa kháng. Thì kết luận của cái các cái nghiên cứu đó cho thấy rằng là cái việc sử dụng fosfomycin để điều trị cho những vi khuẩn đa kháng đó thì chúng ta không kiếm ra được một cái liều tối ưu MIC đề kháng rõ ràng đối với các cái vi khuẩn đề kháng đối với cái fosfomycin. Do đó cái việc điều trị thì không có khuyến cáo, và cái việc sử dụng cho những cái fosfomycin để điều trị cho những vi khuẩn gram âm mà đa kháng siêu kháng như thế này thì người ta không có đặt ra. Người ta chỉ sử dụng hiện nay cho những cái trường hợp ví dụ như nhiễm trùng tiểu đơn giản, cho những vi khuẩn gram âm mà không kháng thuốc đó thì người ta có thể có sử dụng, do đó nó không có chỉ định trong cái trường hợp này. Trong những do đó thì trong cái trường hợp này thì chủ yếu là mình sẽ còn thấy cái vai trò của colistin thôi. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân lại có tổn thương thận cấp hoặc là bệnh thận mạng và tổn thương thận thì trong những trường hợp này chúng ta sẽ phải cân nhắc cái việc sử dụng colistin. Và nếu mà mình cân nhắc cái vấn đề lợi hại nó đã rõ ràng rồi mà buộc lòng vẫn phải sử dụng colistin thì buộc lòng là chúng ta cần phải trong những cái trường hợp này thì buộc lòng là chúng ta sẽ phải chấp nhận cái chuyện là phải CRT lọc thận cho bệnh nhân thôi, và chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục sử dụng colistin để mà điều trị cho những bệnh nhân này. Có cái câu đó là bạn hỏi là trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn theo kinh nghiệm có thể sử dụng fluconazole trước cho bệnh nhân và nếu không đáp ứng thì đổi qua caspofungin được không? Nhờ chia sẻ cách chẩn đoán bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm để bác sĩ tự tin sử dụng thuốc kháng nấm. Cái câu này là nguyên một cái bài luôn, nguyên một cái bài lớn lắm. Tuy nhiên tôi sẽ nói một cách vắn tắt để cho các bạn giải thích về cái câu này. Đối với điều trị điều trị mà Candida, chủ yếu là Candida albicans, thì cái thuốc được lựa chọn mà không dạ trên bệnh nhân mà không có bị suy giảm miễn dịch mà giảm bạch cầu hạt thì thuốc mà được lựa chọn được best of choice của chúng ta đó thì chúng ta sẽ sử dụng caspofungin. Sau đó nếu không có thì second line chúng ta có thể sử dụng cái fluconazole hoặc là amphotericin B mà liposomal đó để mà điều trị đối với Candida albicans. Các cái kết quả của kháng sinh đồ của Việt Nam của mình đó, thì cho thấy rằng là đối với Candida albicans thì hiện nay các cái thuốc thuộc dòng azole thì gần như là nó kháng hết ráo, thực tế là nó như thế. Do đó nếu mà bà chúng ta sử dụng cái ngoại trừ một số những cái azole mà thế hệ sau ví dụ như voriconazole chẳng hạn vậy đó thì là nó vẫn còn nhạy. Thì do đó việc mà chúng ta bạn nói rằng là điều trị kinh nghiệm thì dĩ nhiên cái thứ nhất là bạn mình phải dự đoán rằng là con này là con Candida chứ không phải là Candida mà nhiều khả năng nó là Candida albicans.
thì mới xài được. Cái thứ hai là trên Aspergillus thì này, nó không phải là the best of choice. Nếu mà chúng ta sử dụng fluconazole theo kinh nghiệm trước thì chúng ta dự đoán rằng là cái khả năng kháng thuốc của nó là nó cao. Do đó nếu được chuẩn thì chúng ta nên khởi động điều trị trường hợp này bằng caspofungin. Thì lúc đó nó cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Về vấn đề tỷ lệ cao của một cái nghi cơ nhiễm nấm để mà quyết định sử dụng thuốc kháng nấm đó, thì đây là nguyên một cái bài. Thì các anh chị chúng ta sẽ biết rằng là cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán một cái bệnh nhân bị nhiễm nấm, đó là thứ nhất là trên giải phẫu bệnh của mô bệnh chúng ta phát hiện ra nấm. Cái thứ hai là chúng ta cấy ra nấm ở những cái môi trường mà nó vô khuẩn, ví dụ như là ở máu, ví dụ như là ở dịch màng phổi, ở những cái nơi mà nó vô khuẩn ấy. Chứ còn nếu mà chúng ta tìm thấy nấm ở trong đàm hoặc là trong dịch phế quản thì cái đó nó không đủ tiêu chuẩn là tiêu chuẩn vàng để mà chẩn đoán một cái nhiễm nấm xâm lấn ở phổi. Nói như vậy, bởi vậy cho nên tuy nhiên cái việc này á, thì hơn nữa là có nhiều khó khăn trong cái việc mà chúng ta phát hiện ra nấm qua cái cấy vân vân tất cả các loại. Do đó thường thường là chúng ta không đạt được những cái chuyện này. Tuy nhiên thì cái việc mà quyết định điều trị chống nấm á, thì chúng ta sẽ dựa trên bốn cái mức độ chứng cứ để mà chúng ta sẽ quyết định điều trị nấm. Thứ nhất là mức độ điều trị dự phòng trên những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch. Cái thứ hai là mức độ preempty, tức là chứng cứ của nó thì cũng không nhiều, mà chúng ta chỉ nghi ngờ nhiều. Lúc đó chỉ có tìm thấy nấm ở trong cái dịch phế quản, trong bệnh phẩm hô hấp, ngoài ra không làm được cái gì thêm hết, thì lúc đó là preempty. Thứ ba là mức độ nó gọi là empiric, là kinh nghiệm, thì lúc đó mức độ chứng cứ của chúng ta nó có khá hơn. Ví dụ như chúng ta có những cái xét nghiệm Manditop hay là vân vân tất cả các loại, ngoài ra có sự xuất hiện nấm ở trong bệnh phẩm đường hô hấp, hay là chúng ta làm cái Candida score, colonization score với năm cái vị trí và chúng ta có 3 vị trí tìm ra nấm chẳng hạn vậy, thì lúc đó cái mức độ chứng cứ chúng ta điều trị thì ở mức empiric, tức là kinh nghiệm, còn mức độ cao nhất là definitive, tức là lúc đó chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn vàng của trong cái chẩn đoán chống nấm. Nhưng mà đại đa số của chúng ta là nó chỉ lựng chừng ở cái mức gọi là preempty hoặc là empiric therapy thôi. Và cái khó khăn nhất của mình là cái mức độ chứng cứ rất thấp và chúng ta sẽ điều trị ở mức gọi là preempty thôi. Tuy nhiên cái chuyện mà kinh nghiệm làm sao để mà chúng ta có thể đánh đúng thì nó rất là nhiều. Tôi xin phép sẽ có một cái chuyên đề khác về cái điều trị và chẩn đoán và điều trị nấm, thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho bạn về cái chuyện này. Dạ vâng, em xin cảm ơn thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng và cô Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương. Thì cũng xin cảm ơn là hiện tại đến giờ này vẫn còn hơn trên 250 bác sĩ, dược sĩ tham dự cùng với chúng ta. Và em xin chân thành cảm ơn quý bác sĩ, dược sĩ đã gửi rất là nhiều câu hỏi về cho hai cáo viên của chúng ta. Tuy nhiên, do thời lượng chương trình có hạn, các câu hỏi sẽ tiếp tục được gửi đến cho các bác cáo viên và trả lời cho quý bác sĩ, dược sĩ qua email. Chương trình hội thảo trực tuyến hôm nay đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương và Thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Lê Tiến Dũng đã tạo điều kiện cũng như dành thời gian đồng hành cùng công ty MSD trong chương trình hội thảo trực tuyến giải pháp kháng sinh toàn diện trong điều trị viêm phổi. Em xin nhắc lại tiêu chí để cấp CME là quý bác sĩ dược sĩ tham dự trên 70% thời lượng hội thảo và thực hiện bài post-test đạt trên 80%. Post-test sẽ được gửi đến cho quý bác sĩ dược sĩ sau khi hội thảo kết thúc. Kính chúc quý bác sĩ dược sĩ thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong buổi hội thảo tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.